Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 3 câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là đáng sợ. Sau khi mà chứng kiến những tình huống mà cô gái Hà Vân của chúng ta gây nên, đó chính là những tình huống mà cô ta đem cái lòng ích kỷ của mình để áp đặt lên người khác mong muốn bản thân mình được hạnh phúc nhưng mà trả đạp lên người khác điều đó khiến cho hà vân trở thành một con người điên khùng và ngày hôm nay sau khi mà xác nhận cô ta mang thai với thế khải cô ta còn tiếp tục làm ra những trò gì để phá hoại hạnh phúc của ngọc san và thế khải thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, thì hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Thay Chỉ làm cô dâu. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng điều hòa mát rười rười Nhưng mà Hà Vân vẫn nóng như lửa Cô ta không nghĩ Thế Khải lại thằng thừng cự tuyệt như vậy Đến cả con trai của mình Mà anh ta không cần Đúng là tức chết cô ta Bà Bích lo lắng lên tiếng Hay là Bỏ đứa bé này đi Dì thấy thằng Khải nó cương quyết lắm Chuyện này E rằng không thành công đâu cháu à Bỏ thế nào được mà bỏ Dì không thấy bụng con to như thế này rồi à Khó khăn lắm mới có được cái thai Tự dưng lại bỏ Bao nhiêu công sức tiền bạc của dì cháu mình cả đấy Nhưng mà thằng Khải Nó không nhận Còn hăm dọa kiện cáo con kia kìa Con không tin anh ấy lại tuyệt tình như vậy Chắc chắn là con hồ ly kia Đã nói gì với anh ấy Nên mới khiến anh ấy dứt khoát như vậy Con nhất định không chịu thua nó Nó có cái gì hơn con Cùng đường kìa à. Còn tung tin lên mạng Để xem anh ấy có chịu được miệng đời hay không mà nói mới nhớ Cái đám phóng viên mắc dịch kia Còn thuê đến quay phim chụp hình Mà lại đến muộn Ngày gì mà hãm thế không biết Nào uống nước cam đi Hạ hỏa Hà Vân hậm hực Uống một ngụm nước cam lạnh Nhưng mà cứ thấy nóng hừng hực trong lòng Cô ta quyết tâm phải để cho Thế Khải Đồng ý nhận con Nhận luôn cả mẹ Và để đạt được mục đích Cô ta nghĩ cách duy nhất chính là loại ngọc san Khỏi vòng tay của Thế Khải còn về phía của thế khải mấy hôm đó anh vẫn đi làm như bình thường tối về thì vào thăm ngọc san và bà nội hôm nay ngọc san được xuất viện nhưng mà cô phải uống thuốc sống như bác sĩ từng nói với cô và nhất định phải thăm khám định kỳ để có được kết quả tốt nhất sau khi xong xuôi thế khải mới đi tìm hà vân thấy bóng dáng của anh cô ta còn nghĩ rằng anh suy nghĩ lại nên nở một nụ cười dịu dàng đon đả anh vào nhà đi thế khải nhìn xuống cái bụng của hà vân bởi vì cô ta mặc một chiếc váy body ôm trọn cơ thể cái bụng bầu lúc này được nhô lên rõ rệt cô ta rót cho anh một cốc nước mát vẫn là nụ cười đon đả ấy anh ăn tối chưa để em dọn cho anh nhé khuôn mặt của thế khải lạnh tanh một chút tình ý dành cho cô ta cũng chả có nhưng hà vân cố chấp nhất định tranh đấu để có được người đàn ông trước mặt này cô vào chủ đề chính đi hà vân ôm cái bụng nhẹ nhàng ngồi xuống không quên khoe con trai trong bụng được bao nhiêu tuần và nặng bao nhiêu kg còn định đứng lên đi lấy giấy tờ siêu âm cho thế khải xem nhưng anh giơ tay ngăn cản không cần tôi không muốn biết khuôn môi của cô ta hơi sượng từ từ khép lại nụ cười anh tìm em không phải vì con của chúng ta sao tôi đúng là tìm cô vì chuyện của đứa nhỏ nhưng không phải đến đây xem nó tròn béo ra sao tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô giải quyết dứt điểm chuyện này đi anh anh muốn giải quyết thế nào anh nói đi em đang nghe đây tôi không yêu cô và tôi không muốn có con với cô em biết vậy thì sao cô còn cố chấp mang thai em nói rất rõ là em ngưỡng mộ anh và muốn xin sống của anh em không hề yêu cầu anh phải có trách nhiệm với mẹ con của em thế khải xin anh hãy xem như không có chuyện gì anh cứ mặc kệ mẹ con em đi anh không cần phải lo cho mẹ con em tôi không lo cho cô tôi lo cho vợ của tôi cô ấy nghĩ ngợi vậy ý của anh là cô bỏ đứa bé này đi thế khải anh vừa nói cái gì đây là con của anh nó đã thành một hình hài đầy đủ anh nói bỏ là bỏ thế nào được em không nghĩ anh tàn nhẫn đến mức độ này người tàn nhẫn là cô khi mà cô bất chấp thủ đoạn đem nó đến với thế giới này mà cô không nghĩ đến hậu quả hay là cô nghĩ rằng vì cái thai này mà tôi bỏ vợ để cưới cô Hà Vân cứng họng trước câu hỏi quá đúng của Thế Khải, cô ta lên tiếng biện minh. "Em em chưa từng nói ra những lời này, nhưng mà cô nghĩ trong đầu cô như vậy, có đúng không?" "Hà Vân, hôm nay tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là bỏ đứa bé, hai là chúng ta làm giấy cam kết, cô tự nguyện thụ thai và sinh con, tự chăm sóc, đứa bé sinh ra không được mang họ của tôi, đó là con của cô." của riêng cô không hề có chút dính dáng nào đến tôi và gia đình của tôi cô chọn đi thế khải anh thật sự không cần con sao tôi cần chứ nhưng mà tôi có vợ đó là chuyện của nhà tôi con của tôi do vợ của tôi sinh ra chứ không cần cô nhưng chắc gì cô ta sinh được con cho anh thế thì cũng chả phiền đến cô cô cứ lo chuyện của cô đi thế nào có hai sự lựa chọn cô chọn đi bàn tay của hà vân bấu vào thành ghế cứng ngắc cô ta lắc đầu nguầy nguội em không chọn phương pháp nào hết con em thì em sinh em nuôi nhưng nếu như sau này nó lớn lên nó có hỏi về ba của nó thì em nghĩ rằng nó có quyền biết về nguồn gốc của mình chứ khi đó có nhận con hay không đó là vấn đề của anh thế à? Thế thì ba mẹ của cô có biết chuyện cô mang thai chưa? Họ hàng nhà cô biết chưa? Họ có biết cô vì đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào không? Anh đừng có hù dọa em. Một khi em lựa chọn con đường này, em cũng lường hết được tất cả mọi hậu quả. Tốt. Chí khí. Vậy thì cô cứ đợi đi. Thế Khải đứng lên đi về. Hà Vân vội vàng giả vờ ôm bụng của mình và kêu lên trong đau đớn. À, bụng, bụng của em đau. Anh Khải. Thế Khải quay lại, cũng nghi ngờ Hà Vân giả vờ. Nhưng cô ta ôm bụng kêu la thảm thiết, thậm chí nước mắt còn trào ra. Thế Khải mới lên tiếng. Cô làm sao đây? Tự nhiên em đau bụng. Anh Khải, anh đưa em đến bệnh viện với. Nhanh lên, anh đưa em đi bệnh viện đi. Hà Vân quằn quại ôm lấy bụng, không biết cô ta đau thật hay là đau giả vờ. Nhưng mà Thế Khải lại hơi lúng túng nhưng cuối cùng lương tâm lại không cho phép anh mặc kệ một thai phụ anh đưa cô ta vào trong bệnh viện một lúc sau bác sĩ đi ra thế khải vội vàng hỏi dạ thưa bác sĩ cô ấy bị làm sao đấy ạ à? cô ấy bị động thai nguy cơ sinh non nên người nhà nên hạn chế để cho cô ấy đi lại nhiều nếu không là rất nguy hiểm đặc biệt trong thời kỳ mang thai tâm lý của thai phụ rất thất thường nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi trong bụng. Gia đình nên bên cạnh an ủi và chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Vậy có xuất viện luôn hay ở lại theo dõi à? Trước mắt là cứ cho cô ấy ở lại, theo dõi thêm vài ngày. Nếu như thấy ổn hơn, chúng tôi cho cô ấy về. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Thế Khải thở hắt ra một hơi. Thật ra anh biết Hà Vân sẽ không bao giờ phá thai nên mới hăm dọa cô ta như vậy. Mục đích chính là để cô ta biết đường mà lui. Nhưng cho dù anh có tài giỏi cách mấy, có lạnh lùng đến mấy, thì anh chỉ là một con người. Không phải là chuyện gì cũng nhìn được thấu đáo, giống như chuyện ngày hôm nay. Anh không biết rằng chính Hà Vân, cô ta lừa gạt bác sĩ. Nói với bác sĩ người đàn ông ngoài kia, chính là chồng của mình và anh ta đang ngoại tình. Nên nhờ bác sĩ nói với anh ta là cô đang động thai để cho anh thương tình Bà bên cạnh cô. Bác sĩ nghe xong thì thương xót nên đồng ý giúp cô ta. Nào đâu có biết được âm mưu thật sự của cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại rắn rết này. Thế Khải bước vào, Hạ Vân giả vờ như đang rất mệt, giọng nói cô tăng nhỏ tí. Em không sao đâu, anh cứ về đi. Tôi cũng không có ý định ở lại đây với cô. Hạ Vân bị tạt nguyên một gáo nước, nhưng cô ta không dám biểu lộ cơn giận dữ ra ngoài. Nghe thấy Khải nói tiếp. Tôi cho cô ba ngày để đưa ra quyết định. Cô nhớ tôi không có kiên nhẫn để chơi với cô đâu. Nói rồi anh xoay người rời đi, mà kệ cho cô ta đang nghiến răng kèn két trên giường. để xem, anh lạnh lùng với em được bao lâu, em nhất định phải có được anh. Anh cứ chờ đi, cô ta đợi một lúc sau khi xác định thế khải thật sự đi rồi thì vén chăn ném sang một bên bước xuống giường và bắt taxi về nhà dọc đường cô ta gọi cho đình lâm giả vờ hỏi thăm anh ta đình lâm sốt sắng thời gian qua sao anh không gọi cho em được thế em gặp chút chuyện nên không muốn liên lạc với ai cả hà vân à em có chuyện gì sao cô ta im lặng rồi lại úp mở gây tò mò cho đình lâm kìa nếu như em xem anh là bạn em cứ nói với anh giúp được anh giúp ngay chuyện này không ai giúp được em cả em mệt mỏi lắm em chỉ muốn chết thôi lâm mà bậy làm gì có chuyện gì không thể nào giải quyết nào nói cho anh nghe em em có thai rồi có thai nhưng mà vợ Vậy ba của đứa bé ba của đứa bé làm sao anh ta không cưới em à cô ta lúc này diễn lại vờ tuồng yếu đuối khóc lóc làm cho bên kia đình lâm lại càng lo hơn ba của đứa bé thế nào anh ta không nhận con sao anh ấy có gia đình rồi lâm à em không biết phải làm thế nào bây giờ em dối lắm anh lâm anh có thể đến với em một chút được không thật sự lúc này Thôi được rồi, em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ. Em ở chung cư C, anh đến với em nhé. Ừ, anh đến ngay. Tại chung cư C, khi nhìn thấy Hà Vân ra mở cửa, Đình Lâm có chút sững dò. Dù được nói trước là cô ta đang có thai, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy thì Đình Lâm không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Anh Lâm, anh vào đi. Ừ. Hà Vân à, em ổn chứ? cũng ổn mà cũng không vì sao vì ba của con em đã là người có gia đình có ổn thì dù thế nào đi chăng nữa em đều phải cố gắng vì đứa con trong bụng nhưng nói thật có nhiều lúc em cảm thấy tủi thân lắm ba của đứa bé có ý muốn nhận con không cũng có mà cũng không anh ấy có vợ rồi Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc. Thứ ràng buộc họ lúc này chính là người lớn. Em cũng không biết nên làm thế nào. Không biết nên để cho con của mình, có ba. Hay là nên trốn đến một nơi nào đó để không ai biết em tồn tại. Em muốn tự sinh con một mình, nuôi con một mình lâm mà. Dừng lại một hơi, cô ta tiếp tục diễn trò. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, em lại thấy tội cho con của em. Lớn lên không biết ba nó là ai, rồi sợ bạn bè nó chê cười. Em dối lắm anh Lâm. Anh có thể cho em lời khuyên được không ạ? À? Đình Lâm lúc này dối bời, bởi vì bản tính của Đình Lâm hiền lành, không hề mưu mô xảo quyệt như Hà Vân. Ngày xưa khi yêu, Ngọc San chính là yêu sự chân thành, ấm áp hiền lành của anh. Và cũng có đôi lúc, cô hơi thất vọng vì đình lâm không được quyết đoán và dứt khoát nhưng rồi cô tự nhủ ai mà không có khuyết điểm so với đám công tử ăn chơi trác táng thì đình lâm rất tốt hạ vân này anh không rõ nội tình bên trong nên không dám đưa cho em lời khuyên nhưng nếu như biết anh ta có gia đình tại sao em còn dính vào làm gì bọn em quen nhau từ bé chứ không phải là mới quen biết anh ấy cưới vợ theo lời gia đình chứ thật sự hai người họ không hề yêu nhau thế hai người họ có con cái gì chưa chưa anh ạ à? chị ấy đang chữa trị không biết là có con được không nếu thật sự chị ấy không sinh được thì khó mà sống trong gia đình đó chuyện của em thật sự làm anh dối quá vậy nên làm thế nào đây anh anh lâm anh có biết gì đâu mà khuyên em đây Thì anh cũng từng yêu rồi Anh có một cái nhìn Của một kẻ từng yêu chứ Nụ cười của Lâm lúc này thật buồn Anh nhếch miệng nói nhỏ <laughs> Anh chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu Lấy từ cách gì mà khuyên giải em Hạ Vân nghe như vậy thì biết Đình Lâm còn yêu Ngọc San rất nhiều Cô ta trực tiếp đánh vào tâm lý của anh Thế nào là thất bại hả anh là bất lực nhìn người yêu của mình đi lấy chồng mà mình không thể ngăn cản và không thể nào níu giữ anh anh lâm hình như anh và chị san có quan hệ gì có phải không hôm đó tại sao hai người nhìn nhau rất lạ cô ấy là người yêu cũ của anh thật sao ừ em thật không ngờ trái đất rộng lớn thế này nhưng hóa ra lại nhỏ bé anh có biết Ba của con em là ai không? Là ai? Là anh Khải, chồng của chị San. Em nói thật chứ Vân? Dạ vâng. Sao em có thể gạt anh được chứ? Đứa bé trong bụng em là con của anh Khải. Thế rồi cô ta bắt đầu kể lể hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San không được hạnh phúc. Cô ta rất nhiều lần nhìn thấy Thế Khải mắng chửi mặt sát Ngọc San bằng những lời lẽ cay độc nhưng do có bà nội và ba của thế khải quý ngọc san nên không cho hai người họ ly hôn tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc ngọc san rất đau khổ hà vân càng nói thì đình vân lại càng thương cho cô gái mình yêu bởi vì gia đình mà hy sinh đi hạnh phúc riêng hẳn ta thật sự quá đáng như vậy sao hôn nhân không xuất phát từ tình yêu khó mà hạnh phúc lắm anh ạ à. Hiện tại chị San đang điều trị ở bệnh viện, bởi vì từ lúc cưới đến bây giờ chưa có thai. Anh Khải nhiều lần muốn ly hôn nhưng bà nội không cho. Anh ấy chút hết bực tức lên người của chị ấy. Chị San rất tội nghiệp. Đó chính là lý do em cứ chần chừ, không biết phải làm thế nào. Thế, hắn ta có yêu em không? Anh nghĩ không yêu thì làm sao mà em có thai được? có lần chị san từng tâm sự với em về người yêu cũ của chị ấy cô ấy nói thế nào chị san nói rằng có những lúc muốn tìm đến người yêu cũ và bỏ trốn nhưng lại sợ liên lụy người ấy nên chị ấy thôi chị ấy quá chán trường với cuộc sống hôn nhân hiện tại em thật không ngờ người yêu cũ của chị san lại là anh lâm đình lâm cứ như vậy mà bị hà vân dắt mũi làm trong lòng của anh sốt sắng không yên với tình trạng của ngọc san anh nghĩ hay là đem cô bỏ trốn khỏi tay người chồng khốn nạn kia hai người sẽ sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc giống như trước kia hạ vân nghe suy nghĩ của đình lâm thì cô ta gật đầu tán thường đó chính là mong muốn của chị san đi anh chỉ là không biết anh có dám làm hay không anh sẽ làm anh không thể nào đứng nhìn cô ấy chịu khổ cực đàn ông là phải dứt khoát và bản lĩnh như anh anh có dự tính làm cách nào chưa anh chưa em nể anh là một người đàn ông bản lĩnh nên em giúp anh chuyện này cũng là giúp cho chị san và cho cả em nữa anh lâm à anh nghe em nói này nghe theo kế hoạch của hà vân đình lâm quyết tâm phải cứu ngọc san thoát khỏi cuộc hôn nhân ngục tù đó mà anh không hề biết rằng bản thân của anh đã rơi vào cái bẫy của Hà Vân răng ra. Còn anh chỉ là một con cờ bị cô ta lợi dụng mà thôi. Ngày hôm sau đó, Đình Lâm không kiềm chế được mà đi đến nhà của Thế Khải để xem thử tình hình. Biết được hôm nay Ngọc San chưa đi làm, lại ở nhà có một mình. Thế nên, khi đợi Thế Khải đi, thì anh bấm chuông. Người giúp việc mới đi ra mở cổng. Dạ, cậu tìm ai? Tôi là bạn của Ngọc San, tôi muốn gặp cô ấy một chút. Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi lên thông báo với cô ấy. À mà cậu tin gì? Tôi tên là Lâm. Cậu đợi tôi một chút. Ngọc San nghe người giúp việc nói có một người bạn tên Lâm tìm mình thì cô ngờ ngờ không lẽ là Đình Lâm. Không phải. Làm sao anh ấy dám đến tận cổng nhà chồng để tìm cô chứ? Nhưng mà ngoài anh ra thì cô đâu có bạn tên là Lâm nào nữa không nghĩ nhiều ngọc san liền đi xuống nhà di chuyển về hướng cổng thấy bóng dáng đình lâm thì cô giật mình sao anh lại đến đây đình lâm thấy ngọc san xanh sao thật ra cô xanh sao là do điều trị bệnh nhưng mà lâm lại nghĩ rằng cô sống không được hạnh phúc nên mới bi thảm như vậy anh không kiêng dè gì chụp lấy bàn tay của cô sàn sàn à anh xin lỗi ngọc san không hiểu đình lâm đang nói gì nhưng mà cô vội vàng gỡ tay của anh ra anh lâm anh nói gì thế tại sao lại xin lỗi em bởi vì ngay từ đầu anh phải kiên quyết giữ lại em bằng được để bây giờ khiến em phải chịu khổ thế này san san anh biết chuyện hà vân đang mang thai với chồng của em em đau lòng lắm có phải không Sao anh biết được chuyện này hà vân nói với anh à nhưng quan trọng đó là sự thật có phải không em anh khải đang giải quyết anh ạ à. anh ta giải quyết kiểu gì thế chẳng nhẽ anh ta bắt hà vân bỏ con à không có đâu em mà không có người cha nào làm như vậy cả chính hà vân nói với anh rằng là chồng em còn có dự định đưa cô ấy sang nước ngoài sinh con và sống bên đó một thời gian hiện tại đang làm thủ tục xuất cảnh rồi ngọc san nghe xong bàng hoàng cô không tin nhìn vào thái độ là cô biết thế khải không ưa hà vân một chút nào làm sao có chuyện đưa cô ta sang nước ngoài đình lâm lại chắc nịch nói tiếp đó là sự thật dù anh ta không yêu hà vân nhưng mà anh ta không bỏ con của mình huống hồ lại còn là một bé trai đang khỏe mạnh em nghĩ lại đi san san à em đừng ở đây chịu khổ cực nữa anh sẽ đưa em đi đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi anh lâm anh đang nói cái gì thế anh có còn tỉnh táo hay không anh hoàn toàn tỉnh táo và anh biết em sống với hắn ta không hề hạnh phúc gì nếu không vì công ty của gia đình thì em em không phải gả cho hắn san san à đi chúng ta đến một nơi chỉ có hai người chúng ta thôi ngọc san thở hắt ra đúng vậy đình lâm nói đúng nếu không vì thời điểm đó Công ty nhà cô bị lao đao Thì cô không gả cho Thế Khải Một người ghét cô ra mặt Và cô cũng chẳng ưa gì anh Nhưng sống chung lâu ngày Tình cảm dần dần xuất hiện trong lòng cả hai người Mâu thuẫn và hiểu lầm lúc này Được gỡ bỏ Tưởng rằng tương lai nở hoa Nào ngờ đùng một cái Hà Vân lại mang thai con trai Còn cô thì phải điều trị bệnh Nhưng không đồng nghĩa là cô từ bỏ hôn nhân của mình Và càng chưa bao giờ nghĩ rằng cô bỏ trốn cùng với Đình Lâm. Chưa nói đến chuyện cô đang có tình cảm với Thế Khải, mà con người của cô trước giờ luôn lấy đại cuộc làm trọng. Dù cô không yêu Thế Khải, cô nhất định không đi. Bởi vì trên vai của cô còn có gia đình, còn có cả cái công ty đang còn dựa dẫm vào gia đình nhà chồng để phục hồi lại. Cô nhất quyết không để tình cảm cá nhân làm hủy hoại sự nghiệp cả cuộc đời của ba mẹ cô gây dựng. Anh Lâm này, đâu phải là anh không hiểu tính của em nếu như vậy ngay từ đầu em đã không chấp nhận hôn sự này rồi anh đi về đi từ nay anh đừng đến đây tìm em nữa anh như thế này là đang trực tiếp làm khó em nhưng ngọc san lúc này không để đình lâm nói tiếp cô cắt lời và nói luôn anh nhìn kỹ đi đây là nhà chồng của em anh ngang nhiên đến đây tìm em lỗ liễu như thế này nếu như ai đó phát hiện Thì chẳng phải anh đang dồn em Vào chỗ khó xử hay sao Người ta nói rằng là tình ngay Nhưng mà lý gian anh à Nhưng mà san san Anh không thể nào dương mắt nhìn em Ngày ngày chịu khổ Bị tên đó trà đạp sỉ nhục Dù coi như thế nào đó cũng là lựa chọn của em Em xin anh Hãy tôn trọng sự lựa chọn của em Và đừng tìm em nữa Anh quên em đi tìm cho mình một cô gái khác phù hợp với anh thương anh nhiều hơn nhưng mà anh thương em cơ mà anh không thể nào quên được em san san à em có biết anh nhớ em đến như thế nào không để em đi lấy chồng là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh bây giờ anh đang phải trả giá bởi vì ngày ngày sống trong nỗi nhớ gặm nhấm từng cơn đau từng lời đình lâm nói như một mũi tên xuyên qua trái tim của Ngọc San. Nhưng định mệnh an bài hai người có duyên nhưng không có phận, chỉ bước ngang đời nhau rồi đành phải chia xa. Nhường những ngày tháng sau này cho một người khác. Em bỏ hết đi. Chúng ta cùng bỏ hết những xô bồ ở đây đi. Anh đưa em đi. Đến một nơi không ai biết chúng ta. Đến đó chúng ta sống cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Anh luôn yêu thương và trân trọng em. Không màng đến quá khứ san san nhá em đi với anh nhá đi em trước bức tranh mà đình lâm vẽ ra ngọc san vẫn quyền quyết lắc đầu cô là người phụ nữ lý trí biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì anh lâm này anh về đi em không đi đâu cả em có chồng rồi dù sướng hay khổ đó là lựa chọn của em và em mong từ đây về sau anh đừng bao giờ tìm em nữa anh cứ để cho mọi chuyện ngủ yên và chôn sâu trong ký ức mỗi người. Quên được thì càng tốt. Nói xong những điều đó, Ngọc San dứt khoát đi vào trong. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ lại bị bà Bích phát hiện và chụp lại. Nhất là những lúc Đình Lâm cầm tay Ngọc San, bà ta lại càng chụp rõ nét hơn. Sau đó bà ta gửi cho Hà Vân. Nhận được những bức ảnh này, Hà Vân cong môi, nhàn nhã uống nước cam và nhếch mép. Tên khờ này cũng được việc phết nhẹ, đúng là ngu ngốc. Cô ta biết Thế Khải không vì mấy bức ảnh này mà từ bỏ Ngọc San, bất quá thì tìm đến và đánh Linh Lâm một trận. Vậy nên cô ta mới nhắm đến ngày khai trương chi nhánh mới của công ty, chính là thứ hai tuần này. Hôm đó có rất nhiều báo chí và khách mời, cô ta phải làm như vậy thì mới vui được chứ. Thế nhưng có một việc xảy ra ngoài im muốn của cô ta, chính là thế khải lại tìm đến cô ta hỏi cô về quyết định của mình cô ta cứng miệng nếu như anh không muốn nhận con và cho nó mang họ của anh thì thôi em sẽ để cho nó mang họ của em nếu như sau này nó có hỏi thì em nói rằng ba của con chết rồi thế đã vừa lòng anh chưa cô ta vừa nói vừa nặn ra những giọt nước mắt nhưng chính bản thân mình là người bị hại trong chuyện này vậy Thế Khải nhìn như vậy, nhách miệng. Thế cô nghĩ rằng tôi là trẻ lên bà Tại sao lại nói những lời này với tôi? Cô ủ mưu từ trước, mua chuộc người làm, bỏ công sức và tiền bạc để thụ tinh. Thì làm sao mà cô dễ dàng từ bỏ như vậy? Có phải hay không? Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Anh mới tin em. Tôi nói rồi. Một trong hai sự lựa chọn. Tôi nói rõ hôm trước với cô rồi. Anh nhất quyết không nhận con anh không thấy bản thân của anh quá tàn nhẫn sao cô đừng có hỏi tôi tôi không có thời gian để tranh luận với cô tốt nhất cô bỏ đứa bé này cho xong chuyện đi tôi không truy cứu hành vi của cô đến lúc này hà vân thấy thái độ cương quyết của khải thì cô ta cũng hơi sợ bởi vì anh năm lần bày lượt không muốn nhận con bây giờ tranh luận cũng không phải là cách hay cô ta nghĩ ngợi sau đó gật đầu được rồi nếu như anh cường quyết như vậy, em cũng hết cách rồi. Nhưng thai bây giờ lớn như thế này, không thể nào bỏ được. Vừa ác độc và vừa nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Đợi, đợi em sinh xong, em giao con cho anh nuôi, có được không? Cô vừa nói gì? Em nói, sau khi sinh xong, em giao con cho anh nuôi. Em biết, anh sợ đứa bé này ra đời, em làm phiền đến anh, bắt anh phải chịu trách nhiệm có đúng không vậy thì em giao con cho anh để anh nuôi dưỡng hiện tại chị san đang bị bệnh có thể sinh con được hay không còn chưa thể nào nói trước nếu bây giờ anh bắt em phá thai e rằng lại tạo thêm nghiệp ảnh hưởng đến đường con cái của anh chị về sau này coi như đứa bé này là đứa con dự phòng anh thấy có được không tôi không tin cô lại làm như vậy bởi vì anh có thành kiến với em nên cho dù em có làm gì nói gì anh cũng không thuận mắt lọt tai những gì cần nói em nói hết rồi em không đi theo mong muốn của anh được đâu em chỉ có thể làm như vậy anh đừng mang rắc rối đến cho em nữa em đang thai nghén em vất vả lắm bởi vì cô chính cô tự mang rắc rối đến cho mình bây giờ cô trách ai cô trách tôi á không nói nhiều ngày mai tôi đến đây đưa cô đi bỏ cái thai cô nghe cho rõ. Anh Khải, em không đi. Em đang rất mệt. Cô phải đi. Ánh mắt kiên quyết của Thế Khải làm cho Hà Vân run sợ, tay bấu vào nhau, lo lắng không yên. Chúng ta nói chuyện sau đi. Em thấy trong người khó chịu. Em không thể tiếp chuyện với anh được. Thấy Thế Khải chưa đứng lên, Hà Vân biết rằng hôm nay nếu như không giải quyết rạch rồi là không xong với anh nên cô ta đề nghị đi sang nước ngoài sinh con và sống luôn bên đó từ đây về sau không về nước nữa anh khải hay là anh cho em sang nước ngoài sinh con và sống ở bên đấy từ nay về sau em không phiền đến anh đến gia đình anh có được không không được dưới sự dứt khoát và lạnh nhạt của thế khải hà vân cuối cùng không kiềm chế được những sự uất ức trong lòng. Cô ta bùng phát, gạo gú như một con thú bị thương. Anh Khải, anh có nhất thiết là dồn em vào đường cùng như thế này hay không? Tại sao cô ta có thể mang thai con của anh còn em thì không? Rõ ràng, anh có yêu cô ta đâu. Người anh yêu là chị gái đã chết của cô ta cơ mà. Những ngày qua anh không ngừng hành hạ cô ta. Vậy tại sao anh không thể để cho em sinh con cho anh chứ? Em không cần danh phận, em không cần gì cả. Thế Khải lúc này nhíu chặt chân mày và quát lớn. Cô cầm ngay! Cô biết cái gì? Em biết chứ. Em biết hết. Em biết tất cả. Anh và cô ta đáng diễn kịch yêu thương trước mặt mọi người. Nhưng sau lưng thì ghét nhau không hết. Và cô ta... Cô ta không hề yêu anh. Nếu cô ta yêu anh, thì sau khi biết tin em có thai với anh, cô ta đã ghen. Ghen tuông ẩm nghĩ lên rồi. Anh biết vì sao cô ta không đến đây để mắng để chửi em không? Bởi vì cô ta đang bận, bận hẹn hò với tên người yêu cũ. Để chứng minh lời nói của mình, Hà Vân lấy điện thoại và đưa những bức ảnh mà bà Bích đã chụp được. Đình Lâm đang nắm chặt tay, níu kéo Ngọc San, đưa cho Thế Khải xem. Sắc mặt của Thế Khải không mấy chuyển biến, nhưng mà trong lòng của anh lại đang khó chịu vô cùng. Cô đưa cho tôi xem làm gì? đây là chứng cứ cái thằng người yêu cũ của cô ta đến tận nhà tìm kiếm còn nắm tay kéo chân ôm ấp như thế này anh khải đầu của anh mọc sừng rồi anh tỉnh táo lại đi nó chỉ vì công ty gia đình mới lấy anh để có một nơi dựa dẫm chứ thật ra trong lòng nó không hề có anh mà nó luôn yêu thương nhung nhớ người yêu cũ bọn chúng dám gặp gỡ trước nhà anh thì chứng tỏ không xem anh và gia đình anh ra gì anh còn giữ cô ta bên cạnh làm cái gì chứ thế khải nghe những gì hà vân vừa nói không biết anh nghĩ gì mà lại hỏi cô ta thế thì theo cô tôi nên làm gì đấy giữ người ở lại không ai giữ người ra đi anh ly hôn với nó đi ly hôn cô ấy để cưới cô có đúng không <laughs> cho cô hạnh phúc chứ gì cho con của cô có ba chứ gì có một gia đình đầy đủ như các bạn có đúng không cô định nói như vậy chứ gì lúc này thế khải đanh mặt chỉ tay vào mặt của cô ta cô đừng có mơ là tôi cưới cô cho dù trên cuộc đài này hết đàn bà phụ nữ tôi cũng không bao giờ lấy một loại người mưu hèn kế bẩn như cô về làm vợ mấy bức ảnh này ở đâu ra góc chụp là chụp ở trong nhà tôi chứ gì Chắc chắn là người trong nhà chụp rồi. Là gì của cô có đúng không? Hừm, <laughs> dựa vào mấy cái trò vặt vãnh của cô. Mà cô định giờ trò ly gián à? Hà Vân, cô chưa đủ trình độ. Hai chân của Hà Vân lào đào, cuối cùng không chịu được mà ngã phịch xuống sofa lạnh lẽo. À không, không phải là vì sofa lạnh mà là do lòng cô ta lạnh. Do sự lạnh lùng mà thế khải đang dành cho cô ta. Người ta nói cái gì của mình nhất định là của mình, không phải là của mình, dù cho tranh giành cách mấy, cuối cùng cũng không có được. Kiếp này ông tơ bà nguyệt định sẵn, Hà Vân không thể nào có được trái tim của Thế Khải, cho nên dù cô ta cố gắng đến mấy, suy tính đến mấy, chỉ thu về hai bàn tay trắng mà thôi. Họa chẳng thứ có được, chỉ là sự khinh ghét mà Thế Khải dành cho cô ta. Anh Khải anh ghét em đến như vậy sao đến một cái nhìn thế khải còn không muốn phung phí cho cô ta hà vân bật cười lớn thế khải không muốn mất thời gian với cô ta anh trực tiếp nói tôi cho cô nội nhật ngày mai phải giải quyết cái thai này đi nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào là đau tôi không kiên nhẫn để chơi với cô đâu hà vân tuy rằng đau đớn tâm can nhưng cô ta lúc này lại trưng ra một nụ cười thách thức anh muốn làm gì thì anh làm đi nhưng nhất định em không bỏ con đâu khi thế khải đi xa dần tiếng đế giày không còn vang trong tai của hà vân nữa thì cô ta mới buông lòng người không còn gồng lên để chống lại cái ánh mắt sắc bén của thế khải bây giờ cô ta đang cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao đây sau một hồi suy tính hạ vân quyết định chơi chiêu mạo hiểm thật ra ban đầu cô ta tính dùng đình lâm để ra tay với ngọc san nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay với thế khải cô ta biết tình cảm giữa hai người họ vô cùng sâu đậm khó mà dùng chiêu ly dán để mà chia rẽ vậy thì chỉ còn một cách là đem cái thai này ra để uy hiếp nhà họ vì thế khải nói rằng chỉ cho cô ta một ngày nên trong tối hôm đó cô ta bắt đầu lên kế hoạch Cô ta dùng một Facebook ảo để liên hệ với nhiều phóng viên cung cấp thông tin rằng cô ta đang mang thai, con trai của Thế Khải. Nhưng cha của đứa bé chỉ muốn chơi, chứ không muốn nhận, yêu cầu cô ta phải phá thai. Tin tức chấn động này lập tức được các trang báo mạng lên bài ngay trong đêm. Cô ta dường dường tự đắc bởi vì cho rằng vì tin tức này mà Thế Khải và công ty sẽ lao đào một phen. Hình ảnh tốt đẹp được gây dựng bấy lâu nay sẽ vì cái tin này mà tan như bọt nước nhưng mà cô ta thật sự đã quá xem thường thế khải khi nhìn thấy những bài báo viết về mình đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cùng những cuộc gọi liên tiếp từ báo chí thì anh chỉ im lặng và không trả lời như vậy lại càng làm cho hà vân đinh ninh kế hoạch của mình là đúng sắp thành công rồi cô ta xoay xoay cái điện thoại chờ đợi thế khải gọi cho cô ta nhưng mà người gọi đến lại chính là bà Bích. Gì đây? Có phải con là người cung cấp thông tin cho bên báo chí? Để cho bọn chúng lên bài hay không? Dì nghĩ xem, ngoài con ra thì còn ai ạ? À? Con bị điên hả? Thế còn có biết làm như vậy? Công ty bị ảnh hưởng như thế nào không? Nhẹ thì ảnh hưởng uy tín, nặng hơn là mất hợp đồng đền hợp đồng. Giời ơi, chưa kể, có thể là giá cổ phiếu bị giảm. Con ơi là con! Con! Con biết chứ Và con đang mong muốn điều đó xảy ra Cái gì? Mày bị điên hả Vân? Con không điên Bà con muốn anh Khải phải chấp nhận đứa bé này Để giải quyết những vấn đề đó Trời ơi Sao mày khôn thế? Sao lại khôn 3 năm dại một giờ thế hả Vân? Bây giờ nhỡ như Nó đem chuyện con tự ý lấy tinh trùng của nó Chứ không có liên quan gì đến nó thì làm sao? Còn ấy, Cô phải là bị phản tác dụng Khiến cho dư luận nó chĩa mũi về con không Cái con bé này Sao mày ngu thế hả Mày lại không suy nghĩ trước sau gì Kìa gì Bích gì đừng có sợ Dù anh ta có nói như thế nào đi chăng nữa Thì chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều Con sẽ nói rằng con chỉ cần con Không cần thế khải về chịu trách nhiệm Nhưng anh ta một mực Bắt con phá thai Nên con phải cầu cứu dân mạng Và hội phụ nữ thôi Người ta nhất định chỉ trích anh ta tàn nhẫn ảnh hưởng đến công ty. Khi đó những đối thủ cũng dục dịch hùa theo. Con tin chắc lần này con sẽ thắng. Dì cứ chờ mà xem. Tuy Hà Vân nói vậy nhưng bà Bích không thể nào yên tâm và tin tưởng vào đứa cháu gái này được. Sự bất an trong lòng bà lớn dần. Bởi vì bà biết Thế Khải là người rất thông minh, không phải là người dễ đụng vào. Mà tại sao cả đêm Thế Khải lại không hề có động tĩnh? hay là có mưu kế gì đó rồi và đúng như bà bích suy nghĩ sau một đêm dậy sóng xôn xao trong giới kinh doanh lẫn các trang báo mạng thì mọi người đang tích cực hóng hớt và chờ đợi phía thế khải cho câu trả lời anh thông báo cho thư ký mở một cuộc họp và chỉ giới hạn những phóng viên chuyên nghiệp được đến phỏng vấn kín điều đó càng làm cho hà vân tò mò nhưng do phỏng vấn kín và cấm phát sóng nên ngay thời điểm đó hà vân không biết Thế Khải nói gì? Anh ta làm gì? Chỉ thấy nhiều bài viết chỉ trích anh. Đêm qua đồng loạt, bị gỡ bỏ hết. Lại còn lên bài lên án cô ta là tiểu tam, cố tình chen chân vào hôn nhân của Thế Khải. Bị quay lưng bất ngờ, Hạ Vân đang trên đà đắc ý, bỗng ngơ ngác. Vì bỗng dưng bị dân mạng quay lại công kích, chửi bới. Những tài khoản của cô ta trên mạng xã hội ồn ồn thông báo, có tin nhắn đến. Đọc đến đâu, hà vân run rẩy đến đó thậm chí tin nhắn còn nhiều đến mức máy di động của cô ta cứng đơ không tài nổi những tin nhắn chửi bới xì và cứ như nước lũ tràn về làm cho bàn tay đang cầm điện thoại cô ta vô thức rơi xuống không không thể như thế này được tại sao chứ tại sao chuyện này lại xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này hà vân không biết chuyện gì đang xảy ra cô ta gọi điện cho bà bích nhưng bà ta cũng chả biết gì, ngược lại còn trách Hà Vân gây chuyện thị phi, làm bà bị ông Minh mắng cả đêm và tịch thu luôn cả thẻ ngân hàng với lý do Hà Vân tung tin làm ảnh hưởng uy tín của công ty, doanh thu sụt giảm nên cắt chi tiêu của bà ta, đồng thời tước bỏ luôn quyền quản lý nhà cửa, giao lại hết cho Ngọc San quản lý. Đó là một cách để an ủi Ngọc San vào lúc này. Gì? dì thôi đi dì cũng muốn con tống cổ nó ra khỏi nhà chưa có phải là con ép buộc gì đâu mà bây giờ dì quay sang để trách con nếu không phải tại dì vô dụng không có quyền hạn trong căn nhà đó thì người làm vợ anh khải lúc này phải là con chứ không phải là ngọc san ơ ờ, hai cái con điên này bây giờ mày quay sang nói gì mày là người vô dụng đấy à con nói đâu có sai dì về đó bao nhiêu năm nay thậm chí sinh được một đứa con trai nhưng lại không có chút quyền hạn nào lời nói của dì càng không có chút giá trị đúng là vô dụng mày con danh kia mày dám chửi tao mệt gì quá đã không giúp được gì còn nói nhiều còn đang điên đây điên hết cả đầu rồi đây thế mày nghĩ rằng mình mày điên à tao không điên à đang yên đang lành mày bày ra cái chuyện mang thai làm gì để cho tao bị vạ lây bây giờ tao bị cắt hết tiền sinh hoạt rồi đến cả chuyện nhà cửa bị giao lại cho con san nó quản lý rồi Mày nhìn thấy hậu quả mày gây ra chưa? Tao đúng là ngu khi nghe lời của mày. Hai dì cháu lúc này cãi nhau qua lại ầm ĩ, không ai chịu nhường ai. Bà Bích lúc sau mới lên tiếng hỏi. Thế bây giờ, mày định giải quyết cái thai như thế nào? Con làm sao mà biết được, đang dối đây. Thế thằng Khải, nó bảo thế nào? Anh ta kêu bỏ đi gì à? Thì mày bỏ đi, bỏ cho em chuyện, không được. Con phải đi đến một nơi thật xa để sinh đứa bé này ra đời. Đợi cho nó cứng cáp. Con phải quay trở về để trả thù bọn họ. Mày đúng là vì tình mà điên loạn. Thế mày nghĩ sinh một đứa bé và nuôi nó lớn lên. Dễ dàng lắm à? Mày chưa từng nuôi con. Nên mày không biết vất vả như thế nào đâu con à. Hà Vân, mày nghe gì? Mày phá bỏ cái thai đi đi. Làm lại từ đầu đi. Mày còn trẻ tương lai còn rộng lớn đang chờ đợi mày ở phía trước tội tình gì mà mày phải vì thằng khải chứ hà vân lúc này tức giận cô ta nghiến răng ken két bàn tay cô ta cuộn thành hình tròn còn nhất định không thể để bản thân mình thành một kẻ thua cuộc nhất định không thể hà vân nhưng mà mày không đấu lại được với thằng khải đâu nó tình vì lắm có tình vì cách mấy nhất định phải có sơ hở con không tin cả cuộc đời này. Con không có trái tim của anh ấy. Mày đúng là điên rồi. Mày đúng là cố chấp. Tao nói hết nước, hết lời với mày. Mà mày không nghe, thì sau này có chuyện gì? Tao không chịu trách nhiệm đâu. Hạ Vân mặc kệ những lời khuyên nhủ của bà Bích. Cứ như vậy mà tắt điện thoại. Sau đó liên hệ đặt vé máy bay. Quyết định bỏ đi trong đêm. Nhưng mà không hiểu vì sao không có hãng máy bay nào đồng ý bán vé cho cô ta. Hà Vân cũng thuộc dạng cô đầu óc nên lờ mờ hiểu mọi chuyện, bị Thế Khải khống chế, không để cho cô bỏ trốn. Cô ta lúc này sờ tay xuống bụng của mình, lầm bầm. Nếu như bà con không muốn, con trai chào đời, thì con giúp mẹ một chuyện đi, để sự ra đi của con còn có ý nghĩa. Thế là trong đầu Hà Vân lóe lên một suy nghĩ ác độc cô ta gọi điện cho bà bích nhờ bà ấy lừa ngọc san ra ngoài giúp cô ta mày còn định làm cái gì tao mệt mỏi với mày quá rồi tao không muốn liên quan đến mày mày tha cho tao đi gì gì mà không làm tôi sẽ gọi cho chồng gì nói rằng dì mua chuộc bác sĩ hại mẹ chồng như thế nào để xem lúc đó dì có bị tống cổ ra khỏi nhà hay không mày à mày đừng nói lung tung Tao không làm gì hết. Thôi, dì đừng có lừa tôi. Tôi với dì có cái gì đâu mà giả vờ với nhau. Nhanh đi, bằng mọi cách. Phải lừa cô ta đến đây cho tôi. Mày định làm gì? Mày dừng lại đi. Vân ơi là Vân. Nếu như anh Khải muốn tôi bỏ cái thai, thì tôi chiều anh ấy vậy. Mày đang nói cái gì thế hả? Mày định phá thai, thì mày đến bệnh viện mà phá. Mày gọi con San lên đấy làm gì? Nó không phải là bác sĩ Khóe môi của Hà Vân cong lên một nụ cười nguy hiểm của một kẻ tâm cơ. Thứ mà tôi không có được ấy, thì người khác đừng mong có được. Dì cứ lừa con san đến đây, có kịch hay để mà xem. Nhanh thôi. Hà Vân tắt điện thoại, cô ta trăm vạn lần không biết. Thật ra bên đầu dây bên kia, bà Bích đã bị cả nhà gồm ông Minh Thế Khải và Ngọc San yêu cầu bật loa ngoài lên, nên mới có đoạn bà Bích ấp a à, ấp úng. Sau khi cúp máy, bà Bích ăn ngay một cái tát rất mạnh của ông Minh và tra hỏi mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Dưới sự tra hỏi, cuối cùng bà Bích phải khai ra mọi chuyện đều do Hà Vân bày cho bà ta, mua chuộc cả bác sĩ. Thế Khải lừa giận phừng phừng, nghiến răng kèn két. Tôi vốn định cho cô một con đường sống, nhưng mà cô dám đụng đến bà nội của tôi thì tôi cho cô biết thế nào là địa ngục, Hạ Vân, cô chết chắc với tôi." Ngọc San lúc này thấy sắc mặt của Thế Khải vội vàng chụp lấy cánh tay của anh. "Anh Khải, anh định làm gì chứ? Anh đừng quên trong bụng cô ta đang mang thai con của anh." "Anh không cần. Anh phải tống cô ta vào tù." "Em biết anh đang giận, nhưng anh phải thật bình tĩnh nghe em nói. Nếu như anh kiện cô ta thì cô ta cũng không đi tù ngay." mà phải chờ em bé 3 tuổi mới thi hành án được vậy thì không để cho nó ra đời đừng mà anh cái thai bây giờ lớn rồi đó là một mạng người trẻ con là vô tội anh đừng để nó cuốn vào chuyện của người lớn anh bình tĩnh đi anh biết chứ huống hồ gì nó là con của anh nhưng mà san san à có những chuyện không phải cứ giải quyết nhẹ nhàng là được đâu có những lúc chúng ta phải cương quyết tàn nhẫn một chút để đổi lấy một kết quả tốt đẹp anh suy nghĩ rất nhiều rồi anh từng nghĩ dù sao đứa bé cũng là con của anh nên anh mới chần chừ không nỡ ra tay với cô ta nhưng chuyện đến nước này em thấy rồi đấy cô ta đang dùng cái thai để gây ra đủ chuyện nếu như đứa bé thật sự ra đời thì không biết còn bao nhiêu rắc rối đến với chúng ta ngọc san là một người thông minh nên hiểu được sự lo lắng nhìn xa trông rộng của thế khải nhưng nói gì thì nói Cô thật sự không nỡ Thế Khải cầm lấy đôi tay thon dài của cô Tiếp tục trấn an Em đừng lo Anh cũng không có dịp để ra tay đâu Bởi vì cô ta hẹn em qua đó Chính là muốn đổ oan cho em Hại cô ta xảy thai Em không nghe cô ta yêu cầu bà Bích Dù em đến chung cư sao Vậy thì theo anh Chúng ta nên làm gì Cô ta hẹn em Em cứ đến đó Anh có cách khiến cho cô ta hết đường chối tội chiếc xe cứ như vậy mà đi đến chung cư hà vân đang sống dọc đường thế khải cũng nói cho ngọc san biết cô nên phải làm gì đến nơi về để thực hiện đúng như kế hoạch nên chỉ có ngọc san và bà bích bước vào tưởng rằng bà bích đã bị lừa được ngọc san hà vân như mờ cờ trong bụng khóe miệng nhếch lên còn ngọc san thì vờ như không biết chuyện gì sao cô ta lại ở đây gì lừa tôi bà bích bị ông mình và thế khải hăm dọa nếu như không chịu hợp tác sẽ bị đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà mà không có một đồng nào thừa kế nên bà ta vô cùng sợ hãi dằm rắp làm theo thì con cứ ngồi xuống đi dì muốn mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp hạ vân lúc này giả vờ bực mình tự dưng dì đưa chị ta đến đây làm gì thì cứ vào nói chuyện với nhau ngọc san tỏ vẻ bực bội bước vào hà vân nhếch miệng vì thấy mọi chuyện đang như theo đúng kế hoạch cô ta bày ra vào trong phòng bà Bích hỏi hà vân giải quyết cái thai như thế nào trước mặt ngọc san hà vân xoa xoa cái bụng của mình cố tình chọc tức khiêu khích ngọc san con nhất định phải sinh đứa bé này ra đời nuôi nó béo tròn à ngọc san lúc này cười khẩy vậy sao nghe chồng tôi nói cô còn muốn để đứa nhỏ mang họ của anh ấy và nhận nguồn cội hà vân cô có ý gì đấy tại sao ban đầu cô nói rằng cô ngưỡng mộ chồng tôi nên chỉ muốn trộm giống của anh ấy để có một đứa con cho riêng mình bây giờ lại nói rằng cô muốn sinh nó ra cho nó nhận ba nhận tổ tông của nó hay là ngay từ đầu cô cố tình làm như vậy để chen chân vào hôn nhân của chúng tôi thì sao tôi chính là muốn chen vào hôn nhân của cô và thế khải đấy thì làm sao thế cô tưởng tôi không biết ngay từ đầu anh khải vô cùng chán ghét cô à nếu không phải vì cô là em gái sinh đôi của người anh ấy yêu ấy à thì anh ấy cưới cô làm gì hả cô không biết sao hà vân nói rất nhiều những lời kích bác để cho ngọc san tức giận nhưng ngọc san làm sao mà sập bẫy của cô ta được trái lại còn cười khinh rẻ cho dù cô có bày ra bao nhiêu mưu kế đi chăng nữa thì cô chỉ là một con đàn bà trộm giống của chồng tôi thủ đoạn đê hèn như vậy cô nghĩ anh khải vì đứa con mà chấp nhận cô á cô đang nằm mơ có phải không hạ vân tái mặt vì độ bình tĩnh của ngọc san nhưng cô ta chỉ là một kẻ nhảy xuống nhanh liền đứng dậy đem cái bụng bầu để trước mặt ngọc san không ngừng xoa vào nó khiêu khích trước mắt anh ấy có thể không chấp nhận tôi nhưng nhất định sẽ chấp nhận đứa bé này nó lại là một đứa con trai cô nghĩ mà xem có người đàn ông nào mà không thích con trai nối dõi tông đường cơ chứ chỉ cần đứa trẻ này ra đời thì cô sẽ bị tống ra khỏi nhà bởi vì ngay từ đầu cô không phải là lựa chọn của anh ấy ngọc san nhận thấy hà vân bắt đầu hành động nên cô chốt luôn vậy là chính cô thừa nhận rằng chuyện có thai này là cô cố tình để chen chân vào hôn nhân của tôi và anh khải cô đã mua chuộc giúp việc và lắng lẽ đi thụ tinh mọi chuyện là do cô tính toán từ trước chứ không hề chỉ là vì ngưỡng mộ anh khải có phải hay không hà vân không hay biết nguy hiểm đang rình dập bản thân mình cô ta dường dường tự đắc rằng ngọc san sắp rơi vào cái bẫy của mình mà cô ta không nhìn thấy bà bích đang cố gắng lắc đầu. Nhưng cô ta nào có để ý, hoành hoang thừa nhận. Ừ, đúng vậy. Mọi chuyện đều là do một tay tao sắp xếp. Từ chuyện mua chuộc giúp việc, đến chuyện sàng lọc tinh trùng. Làm sao để thụ thai bé trai và cố tình để cho ông Minh biết tao đang có thai. Tất tần tật, đều là do tao làm đấy. Dĩ nhiên, tao bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc như vậy. Không đơn giản chỉ cần một đứa con Mà thứ tao cần Chính là vị trí của mày Làm vợ của anh Khải Tao sẽ vô cùng sung sướng và hà hê Khi nhìn thấy mày bị tống cổ khỏi nhà Và tao Tao là người ngồi vào vị trí của mày Đột nhiên hai mắt cô ta trợn ngược lên Trong mắt đỏ ngầu Nhưng mà những mưu kế lại tan thành mây khói Khi mà anh Khải lại yêu mày Tại sao? tại sao ban đầu anh ấy rất ghét và căm hận mày nhưng bỗng dưng lại yêu mày tha thiết với mày làm bao nhiêu tâm tư của tao đều tan thành hư ảo tao hận mày tao căm thù mày cho nên hôm nay dù tao không thể có được trái tim của anh khải thì mày cũng đừng hòng yên ổn với tao tao sẽ khiến cho mày bị cả cái xã hội này lên án và chỉ trích nói xong bụng của hà vân truyền đến một cơn đau dữ dội Cô ta biết thuốc của mình vừa uống đã có tác dụng. Cho nên định lấy tay của Ngọc San để vu oan cho cô, đẩy ngã mình xảy thai. Nhưng mà Ngọc San biết trước tình huống này, cho nên cô vội vàng né tránh. Hà Vân mất đà, tự ngã. Nhưng cô ta không ngần ngại la lên, khóc lóc nói rằng Ngọc San đẩy ngã mình. Cô ta hồ hoán bảo bà Bích, mau chóng gọi xe cấp cứu. Ngọc San nhìn cô ta tự biên tự diễn, chỉ có thể lắc đầu cô ta tự ngã lại vu oan cho tôi đẩy cô ta <laughs> đúng là gian xảo thật thì sao mày nghĩ người ta tin tao hay là tin mày chẳng có người mẹ nào tự hại chết con của mình đâu ngọc san à hạ vân tính kỹ từng đường đi nước bước nhưng lại không tính được đồng đội của mình đã đầu hàng từ lâu cho nên dù cô ta chủ quan mình là người chiến thắng cho đến khi thế khải cùng nhân viên y tế xông vào cô ta vẫn một mực nói rằng mình bị Ngọc San xô ngã. Cô ta còn vô liêm sỉ đến mức ôm chầm lấy cánh tay của Thế Khải, khóc lóc thảm thiết. Anh Khải ơi, tự dưng chị San đến đây mắng chửi em, rồi xô em ngã. Bây giờ bụng của em đau lắm. Anh ơi, con của chúng ta. Thế Khải không nói nhiều, cứ như vậy đưa cô ta vào bệnh viện. Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ bước ra lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng Nhưng cái thai không giữ được Xin chia buồn cùng với gia đình Vậy còn cô ta thì sao thưa bác sĩ Bệnh nhân không nguy hiểm gì Nhưng mà cô ta khóc rất nhiều Gia đình nên an ủi cô ấy Nguyên nhân xảy thai là gì thưa bác Lúc vào cấp cứu Bệnh nhân nói rằng mình bị xô ngã Chúng tôi tiến hành siêu âm Thì lấy thai nhi không thể nào cứu được Chỉ siêu âm Mà không tiến hành xét nghiệm gì sao ạ à? Cái này bệnh nhân và người nhà không yêu cầu Chúng tôi bên khoa sản Còn muốn xét nghiệm chuyên sâu Thì người nhà có thể yêu cầu sau Vậy bây giờ chúng tôi yêu cầu xét nghiệm ở đâu ạ? À? Cứ đến phòng số 1 Có người hướng dẫn cho cậu Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ Khi vị bác sĩ rời đi Thế Khải và Ngọc San nhanh chóng rào bước Đến phòng số 1 Và yêu cầu xét nghiệm máu cho Hà Vân Để xem trong máu của cô ta có cái gì Hạ Vân bên giường bệnh không hề hay biết. Thấy Thế Khải bước vào, liền bật khóc tu tu. Một mực khẳng định là Ngọc San đẩy cô ta ngã xuống đất, dẫn đến mất con. Cô ta đòi kiện Ngọc San ra tòa và công bố chuyện này lên mạng xã hội. Thế Khải im lặng, nghe cô ta diễn kịch, chán trường hỏi. Vì sao Ngọc San đẩy cô chứ? Cô có bằng chứng không? Tự dưng chị ta đến rồi mắng chửi em. Em biết thân phận mình Nên em chịu nhịn nhục Không trả lời Nhưng mà anh biết không Chị ta được nước lấn tới Còn nguyền rủa con của chúng ta bằng những lời lẽ vô cùng độc ác Em sợ quá em đứng lên Em bước vào phòng Nhưng lại bị chị ta đẩy ngã xuống sàn nhà Kết quả như thế nào Anh biết rồi đấy Thấy như vậy nhưng mà Khải lại không nói gì Hà Vân sợ anh không tin Nên nói nếu như anh không tin thì có thể hỏi bà Bích. Bà ấy có thể làm nhân chứng, tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong Thế Khải hời hợt. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Cô cứ nghỉ ngơi đi, để tôi gọi dì Bích vào chăm sóc cho cô. Anh Khải! Anh Khải! Nhưng dù cô ta có gọi thế nào, Thế Khải không thèm nhìn lại. Lát sau bà Bích run rẩy bước vào một mình. Hà Vân thấy không có ai, nên căn dặn bà bích phải nói những gì để khớp với lời của cô ta bà bích cũng thương cháu gái nhưng vì sợ không làm theo lời thì hai mẹ con đều bị đuổi đi nên bà chỉ biết gật đầu với những gì hà vân đang nói cô ta còn lấy điện thoại của bà bích liên hệ với phóng viên cho họ địa chỉ bệnh viện để họ đến và lấy thông tin viết bài khi mà phóng viên đến cô ta khóc lóc kề lề giống như một kẻ bị hại Đến mức phóng viên còn cảm thấy cô ta thật đáng thương và trách Ngọc San đã không sinh được con, còn ác độc, xô đầy người ta, hại người ta bị xảy thai. Hành động xấu xa như vậy, tất nhiên là cần phải lên án gay gắt. Rất nhanh, sáng hôm đó, có bài báo nói về cái thai của Hà Vân bị chính thất đầy mạnh, làm cho xảy thai. Hà Vân đọc đến đâu cô ta hà hê đến đó, nhưng còn chưa kịp tận hưởng niềm vui thì thế khải lên bài đính chính trên trang cá nhân của mình cùng với tất cả bằng chứng cô ta tự uống thuốc phá thai sau đó tự ngã và vu oan cho ngọc san đi kèm một đoạn video đính chính là những bằng chứng có con dấu của bệnh viện và đoạn ghi âm từ lúc ngọc san bước vào căn hộ của cô ta hà vân chỉ đọc đến đây do tay chân của cô ta lúc này run rẩy không tài nào cầm đổi chiếc điện thoại quen thuộc cô ta cứ nghĩ mình thông minh có thể lừa được mọi người vu ăn giá họa cho ngọc san nào ngờ gậy ông lại đập lưng ông bị thế khải đáp trả một vố không có đường biện bạch thậm chí đến cả người gì của mình cũng đứng ra thừa nhận mọi việc đều do một tay cô ta giàn dựng để hại ngọc san cộng đồng mạng lúc này quay qua chửi cô ta không tiếc lời còn nguyền rủa cô ta bằng những lời thô tục. Dưới bình luận rất nhiều người còn đòi đến tìm cô ta để xem ra mặt của cô ta dày đến đâu mà có thể trơ chẽn làm những việc tàn ác đến như vậy. Càng đọc Hà Vân lại càng hoảng loạn và sợ hãi. Cô ta sợ có người đến bệnh viện tìm mình thật nên sợ quá. Mặc kệ vừa mới hút thai mà chạy trốn khỏi bệnh viện. Lúc y tá đi vào, chỉ nhìn thấy điện thoại của cô ta rơi trên giường, còn người đã đi mất. Sau khi chuyện của Hà Vân được sáng tỏ, thì mọi người cũng không ai biết cô ta đi đâu, nhưng chắc chắn là cô ta đang trốn ở một nơi nào đó trước cơn bão của dư luận đang nhắm thẳng vào cô ta. Cô ta mà không trốn thì làm sao mà sống được trước búa rìu dư luận chứ. Cũng vì mọi chuyện được sáng tỏ, nên Đình Lâm cũng nhận ra rằng bản thân của anh chỉ là một con tốt Bị Hà Vân tiêu khiển Anh cảm thấy có lỗi với Ngọc San Và càng không xứng đáng với cô Nên chỉ âm thầm lặng lẽ Đứng một góc Nhìn Ngọc San từ đằng xa Nhìn thấy cô được Thế Khải nâng niu dịu dàng Anh biết Cô đã gặp đúng người Một người xứng đáng với cô Hơn là anh Ở nhà lúc này bà Bích đang ngồi co rúm Đến thở thôi Bà ta còn chả dám thở mạnh bởi vì cái tội dám cấu kết với bác sĩ hại bà nội suy yếu cũng may mọi việc vỡ lở và đổi một bác sĩ mới đã được điều tra kỹ lý lịch để điều dưỡng lại cơ thể cho bà ông minh tẳng hắng một tiếng mà tim của bà bích muốn văng ra ngoài bà ta vội vội vàng vàng quỳ xuống cầu xin ông minh tha thứ cho mình bởi vì bà ta ngu ngốc nghe lời hà vân suối nên mới nhất thời ngu xuẩn như vậy bà ta thậm chí lại lục ông minh mong ông nghĩ tình vợ chồng mình bao nhiêu năm qua mà đừng tố giác bà ta ông minh lúc này nhìn bà bích với ánh mắt không thể nào thất vọng hơn thế tôi hỏi bà bà bao nhiêu tuổi rồi tại sao bà đi nghe lời của nó bà làm cho tôi quá thất vọng về bà ông ơi là ông tôi biết cái sai của tôi tôi xin ông tha cho tôi một lần duy nhất này. Ông Minh à, ông tha cho tôi đi mà. Tôi xin ông cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm báo hiếu với mẹ. Tôi xin ông, hãy nghĩ đến con của chúng ta mà cho tôi một cơ hội. Bà biết khóc lóc van xin nhiều lắm. Ông Minh thì lại không hứa bỏ qua. Chỉ nói, nhìn biểu hiện của bà ta để xem xét. Tạm thời để cho Ngọc San quản lý chuyện gia đình cũng như chi tiêu tất tần tật mọi thứ, bà Bích bây giờ không còn quyền hạn gì nữa. Không những vậy, bà ta còn phải ngày ngày hầu hạ bà nội, khi nào ông Minh cảm thấy được mới chịu bỏ qua cho bà ta. Bà nội được đổi bác sĩ giỏi, sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục tốt hơn, sau khi biết chuyện của Hà Vân, biết miêu kế của cô ta thì bà nội lại càng vô cùng tức giận. Ngay từ đầu bà nhìn là biết Hà Vân không tốt đẹp nên mới dứt khoát không đồng ý khi bà bích có ý mai mối cho thế khải đã biết cô ta mưu mẹo nhưng không ngờ vẫn bị cô ta làm xáo trộn cả gia đình một phen kinh thiên động địa như vậy mà bà, bà bích đúng là tội nặng nhất cho nên giáo huấn bà bích một trận trước mặt mọi người biết bản thân sai bà bích không dám cãi lại ngồi im thiên thít nước mắt bà ta cứ ràn rụa xin mọi người cho bà ta một cơ hội để được chuộc lại lỗi lầm. Mọi chuyện sau đó trở lại về đúng quỹ đạo của nó. Thế Khải và Ngọc San vẫn đi làm như bình thường và thăm khám theo yêu cầu của bác sĩ. Hy vọng sớm ngày có tin vui. Thế nhưng thời gian trôi qua không ngừng mà chưa có động tĩnh gì khiến cho Ngọc San lo lắng không thôi bởi vì cô biết không riêng vợ chồng cô mà cả nhà chồng cô ai ai cũng mong chờ cô có thai nhưng mà càng mong thì kinh nguyệt của cô lại càng đều đặn hơn lòng dạ của cô càng nóng như lửa đốt không sao đâu mà em cứ thả lòng đi từ từ con đến với chúng ta sao mà em không lo được chứ anh này hay là chúng ta thụ tinh nhân tạo đi em sốt ruột lắm thế khải ôm lấy cô từ đằng sau vòng tay của anh thật ấm và vững chắc cho cô cảm giác bình yên sau cơn bão tố vừa rồi. Em ngốc quá, chúng ta đều bình thường, thì thụ tinh làm cái gì? Do em áp lực quá thôi, em cứ để tự nhiên, con rồi cũng đến với chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ tận hưởng khoảng thời gian này nhé. Vừa nói bàn tay đang ôm eo của Ngọc San đã bị Thế Khải di chuyển lên trên, xoa nắn bầu ngực của cô. Khuôn miệng cũng đâu chịu ở yên chứ. Hôn lên đôi vai trần trắng mịn, và thơm tho hương sữa tắm đắt tiền của cô. Cái lưỡi ướt át của anh hôn đến đâu, Ngọc San nhột nhạt nhưng lại đê mê đến đấy. Bàn tay của cô bám chặt vào thanh cửa sổ, căng người đón nhận những đợt càn quét của Thế Khải. Bên cửa sổ hai thân thể quấn lấy nhau không ngừng, Thế Khải lúc này đi sâu vào cơ thể của cô, âm thanh lúc này rồn rã, cùng nhau tận hưởng khoái lạc của sự yêu thương lúc này tại một ngôi nhà nhỏ có tiếng quát mắng cùng với âm thanh đồ đạc rơi vỡ leng keng còn mẹ mày mày làm hay đập đồ vậy hả còn khốn kiếp này sau đó là những cái bạt tai giáng xuống cơ thể cao giáo của một người phụ nữ cô ta không dám phản kháng chỉ ôm đầu chịu trận những lần bị đánh đập đôi mắt hoảng loạn cầu xin em xin anh tha cho em em biết lỗi rồi Mày biết lỗi hay mày cố tình chọc tức tao? Mày nhìn xem bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị bàn tay của mày làm vỡ nát. Mày đúng là loại phố hoại, vô dụng. Tiếp đến là những bạt tai của tên đàn ông lực lưỡng, sáng xuống. Hắn ta cao khỏe, mỗi lần đánh xuống là đầu người phụ nữ như bị búa đập vào xương sọ, đau đớn vô cùng. Chưa hả cơn giận, hắn ta còn cầm lấy tóc của người phụ nữ, ngựa cổ cô ta lên và tắt thẳng vào khuôn mặt kiểu diễm ấy. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đỏ bừng, in hẳn năm ngón tay. Máu miệng máu mũi lúc này chảy ra nườm nượp, miệng liên tục chửi thề. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này cũng dùng mình đau đớn, thay cho người phụ nữ đang phải chịu đòn kia. Đánh đập xong, người đàn ông còn tiện chân, đá một cái vào cơ thể, không còn một chút sức lực nào trên mặt dữ tợn hầm hè. "Mày dọn hết chỗ này đi, tao về mà chưa làm việc nhà xong thì mày lại no đòn với tao." Đồ ăn hại đồ ngu ngốc. Nói xong hắn ta vác túi đồ ra ngoài, và dĩ nhiên không quên khóa cửa lại cẩn thận. Khi những bước chân ấy xa dần, người phụ nữ lúc này mới từ từ bỏ tay ra khỏi đầu, đưa ánh mắt hoang loạn nhìn xung quanh, rồi vội vàng thu dọn những mảnh vỡ ở dưới đất nhưng do tay chân vụng về một mảnh sành đã cứ vào tay của cô ta chảy máu khiến cô ta bật khóc tu tu nước mắt chảy xuống khuôn mặt sưng phù vừa đau vừa sợ hãi và cô ta không phải ai khác chính là hà vân đúng vậy chính là hà vân là cháu gái của bà bích người mà gây ra biết bao nhiêu sóng gió trong thời gian qua cho Ngọc San và Thế Khải. Nhưng bây giờ thân thể tàn tạ, mặt mũi sưng phù, bộ dạng dơ bẩn sống trong ngôi nhà cũ nát này, cùng với một tên dị hợp, hàng ngày bị hắn ta hành hạ, sống không bằng chết. Ngày đó cô ta vì trốn chạy dư luận, đang chĩa những mũi dao về phía hốc của mình, mà đâm đầu chạy ra khỏi bệnh viện. Không may bị tên A Đông lái xe chở hàng, đâm phải cô. Ban đầu hắn định bỏ chạy, nhưng may có người dân giữ chặt, bắt hắn đưa Hà Vân vào bệnh viện và chịu mọi trách nhiệm. Tên Đông là một tên lưu manh. Hắn từng có vợ có con, nhưng bản tính vũ vu hung tàn khiến vợ hắn ôm con bỏ trốn. Bây giờ hắn ta hành nghề lái xe, lấy tiền lo cho bản thân, dư giả một chút thì đi chơi gái, hút chích. Cuộc sống không quá chật vật, nhưng lại không dư giả gì. Lúc hắn tông phải Hà Vân hắn điên máu vì sợ tốn tiền. Nhưng trong cây xui lại có cây may, là Hà Vân tỉnh lại, thì cô lại không nhớ gì. Hắn ta thấy Hà Vân xinh đẹp, nên mới nhận là chồng và đưa cô ta về căn nhà rách nát của mình, bắt cô ta phục vụ nhu cầu cơm nước nhà cửa, như một người vợ thực thụ. Tuy nhiên Hà Vân vốn là một người vụng về trong chuyện cơm nước nhà cửa. Trước giờ là người ta phục vụ cô ta, bây giờ về đây tên đông bắt cô ta cơm nước giặt rũ mọi thứ đều thô sơ không có máy móc hỗ trợ cô ta làm không xong lại bị hắn đánh đập không thương tiếc không biết đây có phải là quả báo của cô ta khi ngày trước dùng trăm phương ngàn kế để chen chân vào hôn nhân của thế khải và ngọc san hay không miêu kế bất thành bản thân bị xã hội lên án gay gắt phải chạy trốn nhưng cuối cùng lại không thể nào chạy trốn được nghiệp báo của bản thân mình gây ra nhận lãnh hậu quả thích đáng cho những việc xấu mà mình đã làm bởi vậy lưới trời lộng lộng tuy thưa mà khó thoát báo ứng có thể không đến ngay nhưng một khi đã đến ấy, thì có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi thời gian đầu gia đình hà vân cũng cật lực đi tìm con gái nhưng không có tung tích gì một phần họ nghĩ rằng là con gái trốn tránh mọi người nên cũng thôi không đi tìm nữa mà không hề hay biết rằng cô gái của mình đang ngày ngày chịu khổ trong căn nhà cũ kỹ cùng với tên a đông khốn nạn hắn ta không những bắt hà vân làm đủ mọi chuyện trong nhà mà còn ăn ở với cô như là vợ chồng do cô ta bị mất trí nhớ thần chí không được minh mẫn nên cô ta có thai cái thai ngoài ý muốn của tên a đông khi phát hiện ra hà vân có thai a đông điên tiết muốn đưa cô ta đi phá thai nhưng giữa đường thì lại quay về hắn ta sợ người khác nhận thấy sự khác thường rồi sinh nghi lại rách chuyện cho hắn thế là về nhà hắn nhờ bạn bè mua thuốc phá thai dùm cho hà vân uống nhưng người tính không bằng trời tính hà vân tự dưng không nghe lời nhất quyết không chịu uống thuốc ôm bụng nói ngay không không được đây là con của chúng ta mà a đông lúc này tức giận gầm gừ như một con thú bị thương con 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 mẹ mày tao không có nhu cầu có thêm con mau uống thuốc này uống ngay cho tao nhìn thấy hà vân lắc đầu hai mắt của a đông lúc này đỏ ngầu như máu yến răng kèn két bộ dạng vô cùng đáng sợ mày uống nhanh lên không Tao không đủ kiên nhẫn với mày đâu. Nhưng trước sau gì Hà Vân cũng không chịu uống. Cô ta còn cầm viên thuốc và chạy ra, ném xuống cái ao bên cạnh nhà. Hành động đó trực tiếp khiến cho máu điên của A Đông truyền đến não. Hắn ta sồng đến bóp cổ Hà Vân, tát bồm bốp vào mặt của cô ta. Những cái tát đau thấu trời, máu miệng máu mũi lúc này chảy ra, ướt cả bàn tay của hắn. Con <laughs> chó này, mày dám vứt thuốc của tao. Mày có biết viên thuốc đó rất đắt tiền hay không? Còn chó này! Vừa nói hắn vừa ra sức, đá vào người của Hà Vân. Với cơ thể lực lưỡng của mình, thì Hà Vân hoàn toàn không thể nào chống cự. Có chăng ấy, chỉ là sự chống cự vô ích. Không tránh được một bạt tay nào của hắn. Phút chốc cả khuôn mặt của cô ta sưng đỏ lên, hòa cùng máu mũi máu miệng. Bộ dạng vô cùng thê thảm. A à Đông ném Hà Vân xuống đất, chỉ tay vào mặt của cô ta Tao đi mua thuốc phá thai về Lần này mày mà không uống Tao sẽ giết chết mày Nghe rõ chưa Nói xong hắn còn tiện chân Đá vào người của cô vài cái Vào bụng của cô Khiến cho cô đau đến quằn quại Không thở nổi Hạ Vân nằm lăn lộn dưới đất Ôm cái bụng nhỏ của mình Đang đau quằn quại Cô ta không hề biết lúc trước bản thân của mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu đến bây giờ đang phải gánh lấy hậu quả cho những việc sai trái của mình cũng trong ngày hôm đó tên a à đông nhờ được người mua thêm một liều thuốc phá thai và đem về lần này hắn ta trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng của hà vân buộc cô ta phải nuốt xuống cổ họng khi xác nhận viên thuốc đã chạy khỏi hắn mới yên tâm bỏ tay ra khỏi miệng của cô ta khuôn mặt của hắn bậm trợn, hung tàn. Chút nữa là mày bị đau bụng. Tao mua cho mày mấy cái thứ cần thiết. Tí nữa thì mày dùng. <laughs> Mẹ kiếp, nhà mày không làm được gì, chỉ tổ ăn hại. Hai viên thuốc ngốn hết bao nhiêu tiền của tao. Tháng này, tao cho mày nhịn đói. Dứt lời hắn qua tay lấy lon bia uống ừng ực. Hành động lời nói đều thô thiền như vậy, khiến cho Hà Vân sợ hãi, co xuống người lại bị đánh đập nhiều thành ra tâm lý của cô ta càng thêm bất ổn mà lúc này trong công ty của thế khải cùng với ngọc san đang tất vật lo cho dự án mới công việc nhiều đến mức mấy ngày hôm nay hai người đều thức đến hai ba giờ sáng mới được đi ngủ đã vậy leo lên giường một chút thì phải dậy để làm tiếp bởi vì dự án lần này kết hợp với tập đoàn vinh quang một trong 10 tập đoàn lớn nhất nước. Bởi vậy Thế Khải yêu cầu tất cả nhân viên phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, không được sai sót gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu như ai sai phạm, lập tức đuổi việc. Mọi người từ sếp đến nhân viên đều phải tập trung cao độ. Đến ngày đón tiếp phía đại diện của tập đoàn Vinh Quang, từ sớm hai người đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ thật là chỉn chu. Thế Khải mặc bộ Tây Âu màu xám, vô cùng sang trọng, đích thân ngành đón đại diện của tập đoàn Vinh Quang. Từ trong chiếc xe hơi đất đỏ, phiên bản giới hạn trên thế giới, một thân ảnh cao lớn bước ra ngoài. Thế Khải đã cao rồi, mà người này còn nhìn hơn anh một chút. Trên người là bộ vét phong cách của Hàn Quốc, trẻ trung, mái tóc bóng mượt, khuôn mặt góc cạnh vô cùng nam tính và có chút gì đó phong lưu. Xin chào, tôi tên là Thế Khải, rất vui được đón tiếp anh vũ minh hoàng là thiếu gia cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn vinh quang lúc trước có thời gian dài sinh sống và làm việc bên nước ngoài là người có năng khiếu kinh doanh ý tưởng và kế hoạch cũng như đường lối của anh ta đều khiến cho mọi người thán phục tuy nhiên lắm tài thì nhiều tật ngoài giỏi giang trong công việc thì minh hoàng còn nổi tiếng với độ phong lưu đa tình xung quanh của anh ta không thiếu những bóng hồng không cần anh ta tán cũng tự đổ có tất cả chỉ là những cuộc vui qua đường đó nên minh hoàng cảm thấy không có hứng thú cho đến ngày hôm nay minh hoàng nhìn thấy ngọc san một người phụ nữ xinh đẹp anh ta thấy nhiều rồi nhưng mà ở ngọc san còn có một thần thái vô cùng cuốn hút vừa nhìn đã làm cho minh hoàng chú ý ánh mắt của anh ta lập tức dừng lại ở khuôn mặt ấy hơn tầm 5 giây. Sau đó anh ta mới quay sang bắt tay với Thế Khải và bước vào trong. Trong lúc Thế Khải giới thiệu, Ngọc San luôn đi bên cạnh anh. Không dưới một lần, Minh Hoàng nhìn sang cô. Dĩ nhiên là không đến mức lộ liễu để mọi người phát hiện. Tuy nhiên Thế Khải là một người vô cùng tinh mắt. Chỉ cần một cái sượt ngang của Minh Hoàng khiến cho Thế Khải để ý. Nhưng tạm thời, anh chưa nói gì buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra vô cùng tốt đẹp sau khi bàn bạc thống nhất một số vấn đề thì hai bên đi ăn mừng hợp tác tại một nhà hàng cao cấp trước đó thế khải cho người đi tìm hiểu sở thích của vũ minh hoàng để mọi thứ được chu toàn đến mức có thể được biết thiếu gia này thích những món tây cho nên thực đơn ngày hôm nay được đầu bếp nấu ngon nhất chính là từ tay bếp tây từ trang trí đến mùi vị đều không thể nào chi vào đâu được vũ minh hoàng gật gù cầm một ly rượu đắt đỏ dư lên chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ thế khải và ngọc san cùng cầm ly rượu lên nhưng khi những ly rượu chạm vào nhau thì ly rượu của minh hoàng lại nghiêng về ly của ngọc san khóe môi của anh ta cong nhẹ ánh mắt vô cùng phức tạp ngọc san nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý của minh hoàng dành cho mình nhưng anh ta là đối tác quan trọng nhất nên không dám bày tỏ thái độ chỉ cười nhẹ và đánh lạc hướng bằng một câu hỏi khác. Tuy nhiên càng nói chuyện, Minh Hoàng lại càng thấy cô gái trước mặt không những xinh đẹp tuyệt mỹ mà còn cực kỳ thông minh, khả năng đối đáp vô cùng tốt, khiến cho tâm tình của Minh Hoàng rất vui. Anh ta ngả lưng ra ghế, khẽ uống một ngụm rượu, nhưng mà trong đôi mắt toàn là khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc San. Hôm đó sau khi ăn uống xong, hai bên tạm biệt nhau để ra về trên xe hoàng minh nói với thư ký của mình điều tra cô ấy cho tôi thư ký lập tức hiểu ý chỉ trong vòng một ngày đem tất cả mọi thông tin liên quan đến ngọc san để trên bàn làm việc của vũ minh hoàng đây là mọi thông tin của cô ngọc san thưa giám đốc vũ minh hoàng cầm lấy tờ giấy và xem một lượt đọc xong khuôn môi kia nhếch mép a à, chà chà hôn nhân thương mại sao? Dạ vâng đúng rồi thưa giám đốc. Có thời gian công ty nhà cô san xa suốt. Sau khi cưới cậu Khải thì công ty cậu Khải hậu thuẫn nên công ty nhà cô san đã sống lại. Cậu tìm cách gây sức ép phía công ty ba cuối cho tôi. Nhớ úp mở để ông ấy tìm đến chúng ta. Xin chúng ta giúp. Vâng vâng tôi đi làm ngay. Đó chỉ là một công ty tầm trung hoàn toàn dễ dàng thâu tóm. Tốt Vậy còn về phía cậu Khải thì làm sao Có cần ra tay gì không ạ à, thưa giám đốc Không cần đâu Sau khi người thư ký rời đi Minh Hoàng tựa đầu vào ghế làm việc Mồi nhếch lên Tưởng tượng đến khuôn mặt xinh như hoa Vóc dáng chuẩn Đường cong vô cùng hấp dẫn Cùng thần thái sang trọng Nhưng trang nhã của Ngọc San Anh ta không kiềm được sự ham muốn Trong cơ thể của mình Còn ở phía bên này Thế Khải tình ý nhận ra Minh Hoàng, dường như có tình ý gì đó với Ngọc San, nên giao cho cô phụ trách một dự án khác, chuyển dự án này sang cho người khác để tránh gặp gỡ với Vũ Minh Hoàng. Ngọc San hiểu nên đồng ý, dù sao anh ta cũng là đối tác lớn nhất, quan trọng nhất của công ty, không thể nào đắc tội, nhưng mà không thể nào để yên cho anh ta có cơ hội để chiêu gẹo mình. Bởi vậy tránh mặt là một giải pháp tốt nhất hôm nay là cuối tuần hai người lại đến bệnh viện thăm khám thêm một lần nữa bác sĩ nói bệnh của ngọc san gần như đã khỏi nhưng cô thắc mắc tại sao lại chưa có thai vị bác sĩ lúc này chậm rãi giải thích cho cô đôi khi chắc là do cô mong ngóng quá cũng khiến cho khó thụ thai cô cứ thả lòng, tâm lý phải vô cùng thoải mái hạn chế những thực phẩm có ga có cồn như tôi nói với cô từ trước rồi không thức khuya không làm việc quá sức bổ sung những thực phẩm tôi nói với cô thì chắc chắn cơ hội sẽ cao hơn những lời này ngọc san nghe đến thuộc lòng thực phẩm bác sĩ kê cô uống đúng cữ không sót một lần đồ ăn trong nhà toàn là món bổ dưỡng hỗ trợ thụ thai sinh lý của thế khải thì khỏi phải bàn tới nếu như không vướng dự án với tập đoàn vinh quang thì mỗi ngày anh đều có thể đè cô ra mà làm thịt cô từ sáng tới tối. Mỗi lần xuất binh tinh đều vô cùng hùng hậu. Không hiểu tại sao mà con mãi chẳng chịu đến với cô. Thế Khải nhìn thấy vợ ủ rũ, anh lại tiếp tục an ủi. Em cứ thả lòng đi, chúng ta còn trẻ, không nên vội. Anh thấy hiện tại thế này rất tốt, chúng ta có nhiều thời gian bên nhau, tập trung cho công việc. Đợi anh hoàn thành dự án này, anh đưa em đi du lịch nhé. Ngọc Sàn nghe xong chỉ biết cười méo sạch. Cô biết, anh nói như vậy để trấn an cô. Chưa người đàn ông nào mà không mong có con. Lại thêm nhà Thế Khải neo người. Ai ai cũng thèm tiếng khóc trẻ con trong nhà. Bà nội lại càng trông ngóng hơn ai hết. Nếu như cô cứ mãi không đậu thai thế này. Khiến cho cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh Khải này, Chúng ta có thể đợi được Nhưng mà bà thì không thể nào đợi em mãi được Nếu như hết năm nay Em không có thai Chúng ta Chúng ta có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm có được không Chứ em nóng ruột lắm rồi Không thể nào ngồi im thế này Thụ động mà chờ đợi mãi được Thế Khả nhìn thấy cô nôn nóng trong ánh mắt Thì thở dài đầy mệt mỏi Anh biết Cô cũng vô cùng áp lực Nếu không có con sớm chắc chắn cô bị trầm cảm mất. Anh vội vàng gật đầu nói với cô. "Ừ, được chứ? Anh nghe vợ hết. Bây giờ chúng ta đi ăn nhé." Dạ vâng ạ. À. Tại một nhà hàng cao cấp, Ngọc San và Thế Khải đang ngồi chọn món thì Minh Hoàng xuất hiện. Hôm nay anh ta mặc một chiếc quần âu màu đen cùng với áo thun màu trắng, vô cùng năng động, tôn lên một đôi chân dài cùng vóc dáng đẹp như người mẫu của mình. Minh Hoàng là người lên tiếng trước. "Ôi, trùng hợp quá." Thế Khải lúc này đứng dậy bắt tay. "Chào giám đốc Vũ, anh cũng đi ăn ở đây sao?" Vũ Minh Hoàng đáp, ngữ điệu có chút cao ngạo về bản thân mình. "À, đây là một trong những chuỗi nhà hàng của tôi. Hôm nay thật sự vinh hạnh được đón tiếp hai người." Giám đốc Vũ khách sáo rồi Vũ Minh Hoàng nhìn xuống bàn ăn và hỏi nhỏ. Thế hai người gọi món chưa? Hôm nay cho phép tôi được mời hai người một bữa. Giám đốc Vũ không cần khách sáo, cứ xem vợ chồng tôi như những vị khách bình thường ở đây. Thế Khải vừa nói vừa cố tình bước sang và ôm lấy eo của Ngọc San. Cũng là để cho Vũ Minh Hoàng hiểu Ngọc San là hoa có chủ. Vợ chồng họ đang vô cùng hạnh phúc với nhau nhưng mà vũ minh hoàng là ai chứ là một người ngang bướng có thừa chưa có thứ gì anh ta muốn mà không có được trước hành động dằn mặt của thế khải càng làm ham muốn chiếm hữu được đó hoa trong chậu kia càng trôi lên mãnh liệt sao được chứ chúng ta đang hợp tác làm ăn với nhau tôi còn muốn hợp tác lâu dài với công ty của anh một bữa ăn thế này chả nhẽ tổng giám đốc tôi lại không để mặt hai người tôi nói đúng không cô san dạ vâng cung kính không bằng tuân lệnh cảm ơn giám đốc vũ rất nhiều khi đó nhân viên vừa lúc đem thức ăn và rượu lên thế khải dù không muốn nhưng cũng không thể nào không mời vũ minh hoàng một ly và dĩ nhiên minh hoàng không hề từ chối miệng thì uống nhưng mà con mắt của hắn thì đang nhìn thế khải bên này thế khải cũng vậy hai người đàn ông bốn con mắt nhìn nhau không chớp Sắp tới tôi và cô San còn làm việc với nhau nhiều. Tôi mời riêng cô San một ly được chứ. Khuôn mặt của Minh Hoàng rất đẹp và hài hòa với nhau. Nếu như Thế Khải có khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng thì Minh Hoàng lại đối lập. Nhìn vào liền thấy phong lưu. Nhất là khi anh ta cười. Nụ cười không biết đã làm cho bao nhiêu cô gái điều đứng. Dạ vâng. Chúng tôi rất hy vọng được hợp tác lâu dài với Vinh Quang. Ly này tôi kính giám đốc Vũ Vũ Minh Hoàng cười nhẹ, đưa tay cầm ly rượu, đưa lên miệng của mình, nhưng mà trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô gái trước mặt. Nhìn nước da trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp, một nét đẹp đã hút hồn con ngựa bất kham Vũ Minh Hoàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chưa kể ăn nói lưu loát, phong thái trang nghiêm nhưng lại không đánh mất sự mềm mại của phụ nữ càng làm cho trái tim tường trường không thể nào rung động được ai. Bất ngờ sống dậy. Thôi thúc, hắn ta có được hơn bao giờ hết. Uống xong ly rượu, Minh Hoàng lấy lý do công việc rồi rời đi, nhường không gian cho đôi vợ chồng tâm sự. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau đó, dưới thế lực của Vũ Minh Hoàng, công ty ba của Ngọc San liên tục gặp trục trặc, lô hàng mới vừa mới vận chuyển về Việt Nam lại bị hải quan giữ lại vì phát hiện có vấn đề khiến cho ông Chí như ngồi trên đống lửa. Bởi vì đó là lô hàng lớn nhất, quan trọng nhất từ trước đến nay. Tại sao lại bị bắt giữ chứ? Dạ thưa chủ tịch, giấy tờ gặp chút vấn đề, tôi vừa từ bên hải quan về, tạm thời chưa thể nào mang hàng về được đâu ạ. À? Thì họ có bảo giữ hàng bao nhiêu ngày hay không? Đến khi giấy tờ hợp thức thì họ mới trả hàng cho chúng ta. Cái gì chứ? Thế thì phải đợi đến bao giờ? Chúng ta lại đang cần hàng gấp cơ mà. Thư ký của ông Chí lúc này mới lên tiếng. Tôi hỏi, họ kỹ lắm rồi, có khi chúng ta phải đi cửa sau chủ tịch à? Cửa sau là như thế nào? Thì theo tôi nghe ngóng được, hiện tại có một người có thể giúp chúng ta trong chuyện này là ai? Là con gái của chủ tịch. Cô San à? Ngọc San sao? Dạ vâng, theo tôi được biết, hiện tại nhà chồng cô San đang hợp tác với tập đoàn Vinh Quang. Người đứng ra hợp tác là giám đốc Vũ Minh Hoàng, cũng là cháu ngoại của Tổng cục Hải quan. Nếu như có cô San lên tiếng thì chắc chắn mọi chuyện đơn giản hơn, thưa chủ tịch. Ông Chí lúc này suy nghĩ Hiện tại công ty đang cần gấp lô hàng này. Nếu cứ chờ đơn, thì bắt buộc ông phải đền hợp đồng cho công ty đối tác một khoản tiền cực lớn, lại còn mất cả uy tín. Cho nên ông đành phải gọi cho Ngọc San, nói cho cô nghe và nhờ cô giúp đỡ. Hãy tin Ngọc San dĩ nhiên là đồng ý. Nhưng cô phải nói chuyện này cho Thế Khải nghe. Bởi vì cô biết Thế Khải không thích Vũ Minh Hoàng anh đi với em và ba dạ vâng vậy em nói cho ba biết tại căn biệt thự cao cấp nằm trên vị trí đất đỏ vũ minh hoàng từ trên lầu đi xuống dưới phòng khách là ông trí cùng với thư ký của ông ta và vợ chồng ngọc san thế khải mọi người đang ngồi đợi biết có cả thế khải cùng đến vũ minh hoàng rất là không vui nhưng mà anh ta không hề biểu lộ ra ngoài hai tay cho vào túi quần âu bộ dạng cao cao tại thượng đi tới ông chí vội vàng đứng dậy chìa hai tay ra bắt chào giám đốc vũ chào chú đây là dạ tôi là chủ tịch của công ty a là ba của ngọc san cũng tức là ba vợ của thế khải vũ minh hoàng lúc này giả vờ à lên một tiếng rồi mời mọi người ngồi xuống ra vẻ mặt không biết chuyện gì anh ta hỏi không biết hôm nay ngọn gió nào lại thổi ceo tài giỏi của chúng ta đến đây làm tôi vô cùng bất ngờ thế khải dù không thích minh hoàng đến mấy nhưng so về thế lực và sự nhờ vả hiện tại cũng nhún nhường hạ giọng xuống một chút lấy ra phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng đầy về phía của vũ minh hoàng hôm nay tôi đến đây đường đột chúng tôi có chút quà gửi đến giám đốc vũ ấy khách sáo quá nhưng tự dưng lại có quà như thế này khiến cho tôi rất ngại không dám nhận trong khi tôi chả có công trạng gì không giấu gì giám đốc vũ hôm nay chúng tôi đến đây trước là thể hiện thành ý về mối quan hệ đang hợp tác của chúng ta sau đó chúng tôi có việc nhờ đến giám đốc vũ à có chuyện gì sao thư ký của ông chí lúc này trình bày sự việc tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của minh hoàng nhưng trên cuộc đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy vũ minh hoàng uống một ngụm nước sau đó cười nhẹ nhưng nụ cười lại không làm cho đối phương biết anh ta có muốn giúp hay là không giúp chú trí này nói thật là chú quá đề cao cháu rồi vừa lại đó không phải là chuyên môn của cháu vinh quang trước giờ chuyên về bất động sản và khách sạn nhà hàng còn về phía hải quan Cháu chịu Giám đốc Vũ khiêm tốn Tôi nghe danh tiếng tập đoàn đã lâu Và cũng có biết chút thông tin Nhà ngoại của giám đốc Vũ Làm bên cục hải quan Chỉ cần giám đốc Vũ lên tiếng Thì mọi chuyện được giải quyết ngay tức thì Xin giám đốc Vũ Giúp chúng tôi Bờ môi của Minh Hoàng hơi rộng Nhưng rất hài hòa với khuôn mặt Khi anh ta cười mép môi liền cong lên một chút càng củng cố thêm nhan sắc trời ban chú cứ gọi tên cháu là được rồi hiện tại cháu đang hợp tác với con gái và con rể của chú cũng có thể nói một câu là có quen biết với nhau chú cũng không cần phải khách sáo như vậy với cháu có đúng không cô san ngọc san nghe thấy như vậy thì mỉm cười và nói luôn nếu như giám đốc vũ nghĩ như vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi rất mong giám đốc có thể giúp đỡ ba tôi lần này lô hàng này rất quan trọng chúng tôi cần gấp để bàn giao cho bên đối tác nhưng mà do khâu giấy tờ có chút trục trặc nhỏ từ từ cũng xong thôi nhưng mà nói thật là chúng tôi không có nhiều thời gian chúng tôi cần gấp để giao cho đối tác giám đốc vũ cũng biết rồi đấy trong chuyện làm ăn ấy, quan trọng nhất là chữ tín chúng tôi không muốn mất uy tín với khách hàng cho nên mới mạo muội đến đây nhờ giám đốc lên tiếng giúp từ khi ngọc san mở miệng vũ minh hoàng không hề rời mắt khỏi cô một giây giọng nói vừa đủ uy lực nhưng lại không kém phần mượt tai làm cho một người đào hoa thay người tình như thay áo như hắn lại còn suy nghĩ sâu xa hơn ham muốn mãnh liệt được có người con gái xinh đẹp tài năng này trong tay tôi cũng là người làm ăn nên những gì cô San vừa nói Tôi nghe và tôi hiểu chứ Nhưng mà e rằng Tôi có lòng Nhưng lại không có sức Tuy nhà ngoại tôi làm ở cục hải quan Nhưng ai trong ngành đều biết Ông ngoại tôi là người trí công vô tư Công tư phân minh Muốn nhờ ông giúp E rằng rất khó Thái độ và lời nói của Vũ Minh Không hẳn là từ chối Nhưng mà không hẳn là đồng ý Lưng chừng như vậy, khiến cho ông Chí dối rắm vô cùng. Vì những cuộc gọi từ phía đối tác cứ rung lên, thư ký của ông liên tục ra ngoài để nghe điện thoại, khiến cho ông nóng ruột. "Mong giám đốc Vũ giúp chúng tôi một lần, ơn nghĩa này tôi ghi nhớ suốt cuộc đời." Thế Khải cũng góp một lời, nhưng Vũ Minh Hoàng đã tính toán từ trước. Biết trước thế nào, ngày hôm nay cha con Ngọc San cũng đến đây nhờ vả, nhưng lại không tính Thế Khải cũng đến. Bởi vì dự án hai bên hợp tác đang vào hồi quan trọng, cứ tưởng rằng Thế Khải sẽ theo sát dự án đó. Nhưng nói chung cũng không làm khó được bộ não của Vũ Minh Hoàng. Anh ta lưng chừng, nói với ông Chí: "Cháu không dám hứa, nhưng nếu như có cơ hội, cháu gợi ý với ông của cháu thử." Chưa câu trả lời không rõ ràng của Vũ Minh Hoàng, ông Chí nhìn về con rể và con gái. Thế Khải lắc đầu, sau đó cùng nhau đi về. Trên xe ông Chí không kiềm được sự lo lắng. Cậu ta không đồng ý, mà lại không từ chối. Rốt cuộc là thế nào? Trong khi chúng ta lại đang cần gấp lô hàng này. Khải à, con thấy tình hình thế nào con? Đúng là anh ta cứ lấp lửng nhưng ba đừng lo lắng Để con liên lạc thử xem Ừ Còn cô giúp ba Lô hàng này thực sự quan trọng Nếu không giao đúng hẹn Chúng ta phải đền hợp đồng Ảnh hưởng uy tín công ty Kéo theo nhiều hệ lụy về sau lắm Chưa kể đây là lô hàng lớn nhất Từ trước đến nay Thế Khải lấy điện thoại ra Thật ra hôm qua khi biết tin Anh có liên lạc với một số người Nhưng chưa có kết quả Ai nghe về lô hàng đó cũng đều âm ừ hoặc là từ chối, làm cho Thế Khải giấy lên một suy nghĩ. Có khi nào Vũ Minh Hoàng là kẻ đứng sau chuyện này. Hôm nay anh gọi thì một lần nữa, những người có thể nhờ cậy đều lắc đầu, một người còn nói với anh. Lô hàng này do chính cục trưởng nắm giữ giấy tờ, ông ấy nổi tiếng công tư rõ ràng. Lần này tôi không giúp được cậu Khải ơi, thật sự rất tiếc. Lô hàng này không có vấn đề về chất lượng Chỉ là trục trặc giấy tờ thôi Không có cách nào đâu Chú Đinh à Tắt điện thoại Ông Chí lúc này Cũng không đợi được nữa Thế nào Thế nào rồi Khải Ai nghe đến ông ấy Cũng lắc đầu bà Chúng ta phải tìm cách khác thôi Ông Chí lúc này thở hắt ra một hơi Não nề Cách gì bây giờ khách hàng thì gọi liên tục hàng thì kẹt ở đấy ít nhất là gần một tháng bà thật sự không biết phải giải quyết thế nào nếu không giao đúng hẹn chúng ta phải đền hợp đồng hai đứa à ba ơi ba không thể nào thương lượng với họ được à bà nói rõ ràng tình hình hiện tại cho họ biết có được không ạ à? thì có nhưng mà cơ bản bây giờ họ cũng cần gấp như mình con à nếu không giao đúng như hợp đồng bắt buộc chúng ta phải trả cọc đền hợp đồng để họ đi tìm chỗ khác bà đầu đầu lắm đi thôi ông chí lúc này hai tay ôm đầu và ngả đầu ra ghế đưa tay lên dày dày chán nhưng không che đi ánh mắt mệt mỏi ngọc san nhìn thấy mà đau lòng công ty ba cô vừa mới vực dậy còn chưa kịp đứng vững thì lại có sóng gió ập đến trong ngoài lại chỉ có một mình ông xoay sở lần này mà không lấy được lô hàng về thì e rằng ông sẽ suy sụp mất cũng trong ngày hôm đó thư ký của ông chí đang chạy đôn chạy đáo để giải quyết chuyện lô hàng thì lại có người mách lẻo ông cục trưởng rất coi trọng cháu ngoại là vũ minh hoàng trong chuyện này chỉ cần có cậu ấy là giúp được ngay còn làm thế nào để cậu ấy chịu giúp ấy thì tôi không biết thông tin này nhanh chóng được thư ký báo lại cho ông chí ông ấy câu mày chúng ta nhờ vả cậu ta nhưng mà cậu ta cứ lấp lửng không biết là có ý gì hay là chủ tịch chủ tịch gọi cho cô san thêm lần nữa xem vừa rồi bên đấy dùng cách gì để làm hài lòng cậu ta bởi vì tôi biết được cậu ta rất khó tính ông chí cầm điện thoại lên gọi cho con gái ngọc san nhanh chóng nghe máy Dạ thưa ba con nghe. Sàn sàn này, ba vừa có thông tin là ông cục trưởng cục hải quan rất coi trọng cháu ngoại là cậu Vũ Minh Hoàng. Lần trước bên công ty con chắc là có tìm hiểu sở thích cũng như tính cách của cậu ấy rồi. Có phải không? Còn nhớ lại xem cậu ấy thích cái gì. Chúng ta có thể dựa theo đó để chọn phần quà thích hợp để đến nhờ bà thêm một lần nữa. Nếu không bà thật sự không dám nghĩ đến kết quả con à. Anh ta là một người đào hoa nổi tiếng phong lưu, nhưng không phải ai cũng lọt vào mắt của anh ta được bà. Lần đó anh Khải phải chuẩn bị, nhưng sau khi đến khảo sát thì anh ta đồng ý hợp tác luôn. Vậy mẫu người cậu ta thích là như thế nào? Xinh đẹp sexy, đặc biệt là biết giữ miệng. Được, để bà cho người tìm, rồi đến đó nhỏ và thêm một lần nữa. Ba định đi khi nào? Càng sớm càng tốt. Có chuyện gì không con? Ừ, dạ không ạ. Ông Chí tắt điện thoại. Ngọc San cũng đặt cái di động trên bàn. Lo lắng về chuyện công ty của nhà mình. Hôm sau ông Chí tìm được một cô gái đủ tiêu chuẩn như Ngọc San. Bà gợi ý cho ông. Ông đi tìm Vũ Minh Hoàng một lần nữa. Liếc nhìn cô gái có thân hình bốc lửa. Vòng mọt tròn đầy. Đôi môi gợi cảm đúng với gu của anh ta ngày trước. Nhưng bây giờ đối với Minh Hoàng, tất cả đều trở nên tầm thường, không một ai có thể sánh với đóa hoa kia. Càng khó hái, càng làm người ta ham muốn có được." Anh ta lên tiếng. "Chú có lòng rồi, nhưng tiếc là cháu có người mình thích. Thế này vậy, cháu cũng muốn giúp chú. Tối nay cháu có hẹn ăn cơm với ông ngoại. Chú cho người đại diện đi cùng với cháu." Cháu lựa lời nói với ông Cảm ơn, cảm ơn giám đốc Vũ rất nhiều. Tối nay tôi sẽ đi với cậu để nói rõ về lô hàng. Ấy, thế thì không được, vì cháu và ông hẹn ăn ở nhà hàng. Nếu để người khác nhìn thấy không hay, thế nào cũng có lời bàn tán. Cháu lại không thích, mà ông cháu thì lại càng không. Hay là chú cứ để cô San đi cùng, cô ấy là người phụ nữ, dễ dàng ăn nói hơn chú. Cờ mặt ông Chí không quá nhăn lại nhưng là một người có kinh nghiệm sống, ông Chí Cơ hồ cảm nhận dường như Ngọc San mới chính là mục đích của cậu Vũ Minh Hoàng này. Cậu ta muốn nhắm đến con gái của ông sao? Nhưng mà như vậy thì có chút không ổn. Còn không đi thì công ty của ông lại lao đao như con diều đứt dây. Vũ Minh Hoàng cũng nhìn ra tâm tư của người đàn ông này. Cậu ta nói luôn nếu như không tiện thì thôi chú ạ à, cháu còn có việc xin phép chú vũ minh hoàng đứng lên ông chí biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất nên ông ta nhắm mắt làm liều được thế thì mấy giờ chúng ta có thể đi khuẩn miệng của minh hoàng cong lên nở ra một nụ cười hài lòng sáu giờ cô san có thể đến đây cháu đợi cô ấy ra khỏi nhà của minh hoàng ông chí hít một hơi thật sâu rồi sau đó gọi điện cho ngọc san ông rất khó khăn để mở lời với con gái san này vâng con đây ạ à? con định xong việc thì sang chỗ ba ờ thế thì con về nhà rồi mình nói chuyện thế thằng khải có qua không dạ không ba ơi anh khải có việc ba muốn gặp anh khải ạ à? không không nếu nó có việc ấy thì con cứ bảo nó đi ba kêu mẹ nấu thêm vài món mà nó thích nếu như nó về thì càng tốt còn không thì thôi dạ vâng anh khải đi được một lúc rồi sợ là anh ấy về muộn ừ thế thì ba con mình gặp nhau một chút nghe giọng nói của ba mình ngọc san lúc này nhận ra sự ngập ngừng khó nói nên sau khi xong việc cô liền về nhà thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện khuôn mặt biểu thị sự nghiêm túc ba mẹ có chuyện gì thế ạ? À? Hay công ty nhà mình lại gặp chuyện? Sàn sàn à? Con có ngồi xuống đi. Ngọc San đặt túi sách sang một bên. Đôi mắt của cô đang nhìn về phía ba mẹ. Ông Chí lúc này lên tiếng. Bà đã đến gặp giám đốc Vũ rồi. Kết quả thế nào hả ba? Anh ấy có chịu giúp không ạ? Có. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao ạ? Cậu ấy muốn con đi cùng. Con đi ạ, à? đi đâu ạ à, ba? Cậu ấy nói hôm nay có hẹn ăn cơm cùng với ông ngoại mình. Nhân dịp này, lựa lời nói về lô hàng đang bị giữ của chúng ta. Nhưng mà cậu ấy lại cần một người của mình đi theo để hỗ trợ và giải thích. Ban đầu ba bảo ba đi, nhưng mà cậu ấy không đồng ý, sợ người khác nhìn thấy ảnh hưởng đến ông cục trưởng, thế nên đề nghị con là người đi cùng. Bởi vì con đang hợp tác với dự án lớn Với Vinh Quang Không biết có phải ba đa nghi hay không Nhưng mà dường như cậu ấy có ý với con thì phải Con có nhận ra không hả à, San? Đối với ba mẹ ruột của mình Ngọc San không ngần ngại Cô nói thật Anh Khải cũng nhìn ra Nên giao cho con một dự án khác Để anh ấy và người khác theo dự án của Vinh Quang Để tránh cho con và Minh Hoàng gặp mặt ạ à. Mẹ của Ngọc San lúc này nhăn nhó Nếu thế thì Để cho San San đi ăn riêng với cậu kia E rằng thằng Khải Nó không đồng ý đâu Chuyện này mình phải suy nghĩ kỹ Mới được Ông ơi là ông Nhưng nếu không đi Thì chúng ta xác định Phải đền hợp đồng Và thua lỗ nghiêm trọng bà Ông Chí thở dài thườn thượt Ngọc San mím môi suy nghĩ có thật là minh hoàng đang cố tình nhắm đến mình hay không tuy bản thân cô cũng ưa nhìn dáng dấp cao giáo nhưng so với những chân dài nóng bỏng gợi cảm như gu của anh ta thì cô không thể nào sánh bằng san san này con đang nghĩ cái gì thế à con thấy chuyện này như thế nào ngọc san nhìn thấy đôi mắt mong mỏi của ba mẹ ông lúc này không thúc giục hay ép buộc cô đi nhưng nhìn vào đó là cô biết ông đang rất mong chờ nếu chỉ là đi ăn uống bình thường con nghĩ không sao đâu con nói với anh khải một tiếng để anh ấy yên tâm ừ lúc này ngọc san lấy điện thoại soạn một tin và gửi cho thế khải anh có tiện nói chuyện lúc này không tầm mấy phút sau khải gọi lại cho cô ngọc san nhanh chóng bắt máy anh đây có chuyện gì thế anh xong việc chưa chưa Hôm nay chắc anh về muộn Anh này Hôm nay ba em đi tìm giám đốc Vũ Để nhờ vả thêm lần nữa Giám đốc Vũ muốn em cùng với anh ta đi ăn cơm Với ông ngoại của anh ta Để nói chuyện về lô hàng Ừ Em nói tiếp đi Anh cũng biết Hiện tại ba đang rất cần lô hàng này Để giao cho công ty đối tác Nếu không thì phải bồi thường số tiền không nhỏ Mất uy tín của công ty Mới vừa mới khôi phục Em em muốn nói với anh tối nay em đi một lúc có được không bên kia thế khải không phát ra động tĩnh gì làm cho ngọc san lo lắng alo anh có nghe em nói gì không ạ ừ anh đang nghe anh ta có nói địa điểm ở đâu không dạ không vì lý do bảo mật thông tin về ông cục trường nhưng mà đến nơi em báo cho anh nhé được rồi em giúp ba đi xong thì nhắn tin anh đến đón chiều hôm đó ngọc san chọn một chiếc váy trang nhã kín đáo cùng với mái tóc được búi cao gọn gàng nhưng không hề làm lu mờ vẻ đẹp của cô và đi đến khu biệt thự của vũ minh hoàng vừa nhìn thấy ngọc san minh hoàng không thể nào che giấu được cảm xúc trong đôi mắt trực tiếp bất động gần mất 10 giây mới hoàn hồn thu lại đôi mắt si mê chúng ta đi thôi vâng ạ trên xe lúc này chỉ có hai người minh hoàng là người mở đầu câu chuyện hỏi han khơi gợi chuyện để nói với ngọc san nhưng câu nào cô cũng chỉ trả lời theo phép lịch sử vô cùng chừng mực càng khiến cho trái tim minh hoàng xốn sang người ta từng nói thứ không có được bao giờ cũng đẹp đẽ và khiến cho người ta khao khát hiện tại của minh hoàng chính là như vậy và cũng thôi thúc anh ta bằng mọi cách phải lấy được trái tim của cô gái này hai người đến nhà hàng ngồi đợi trong lúc chờ đợi lại nói vài ba câu với nhau, nhưng chủ yếu là Vũ Minh Hoàng lên tiếng, Ngọc San chỉ trả lời cho có. Được một lúc thì có một người đàn ông đi đến, dáng dấp người đó cao to phong độ, Minh Hoàng đứng dậy và gọi nhỏ. "Ông ngoại." Ngọc San lúc này đứng lên cúi đầu chào hỏi, cục trưởng cục hải quan Dương Công Thành, một người nổi tiếng công tư phân minh và vô cùng khó gần. "Ngồi xuống đi." từ lúc nghe cháu ngoại nói hôm nay đi cùng với một người bạn gái thì ông thành rất ngạc nhiên cháu ngoại ông tuy rằng tài giỏi trong kinh doanh nhưng mà trong chuyện tình cảm lại nổi tiếng phong lưu thay người tình như thay áo từ đó đến giờ cũng chưa từng nghe dẫn ai về ra mắt bây giờ lại thấy bất ngờ thông báo như vậy dù cho đang bận bịu cách mấy ông cũng phải đến để xem mặt mũi cô gái này là ai lại có thể khiến cháu ngoại của ông có thái độ nghiêm chỉnh như vậy ông thành nhìn ngọc san thoạt nhìn thì thấy cô là một thiên kim tiểu thư từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện đều cho thấy đây là một người có học thức có điều thứ mà khiến ông thành cau mày nhẹ chính là chiếc nhẫn cưới trên tay rõ ràng đây là nhẫn cưới của cô vậy thì sao thằng cháu ngoại của ông lại ra mắt với ông chứ rốt cuộc chuyện này là như thế nào nhỉ thắc mắc như vậy nhưng ông thành không tiện hỏi ngay mà lắng nghe cháu trai nói chuyện qua một lúc không thấy minh hoàng đà động gì đến chuyện lô hàng của ba mình ngọc san nhìn anh ta trong vài giây dĩ nhiên minh hoàng thừa hiểu nên cười nhẹ một cái và xin phép đi vệ sinh ngọc san nhân cơ hội này cũng đi theo đợi minh hoàng đi ra cô hỏi luôn Sám đốc vũ chuyện lô hàng của ba tôi tôi sẽ lựa lời nói với ông sau còn bây giờ chúng ta phải ra ăn để thức ăn nguội không được ngon đâu. Nhưng hiện tại ba tôi đang cần lấy ra gấp để giao cho bên đối tác, không thể nào kéo dài thêm được nữa. Phiền giám đốc Vũ giúp chúng tôi lần này. Gia đình tôi không bao giờ quên ơn của giám đốc đâu ạ. À. Bình Hoàng có một nụ cười hơi đều. Người ta hay ví von là nụ cười của bad boy. Nhưng như vậy lại thu hút rất nhiều bóng hồng dù thừa biết anh ta không trung tình và chỉ xem phụ nữ là một trò giải trí thế nhưng với già thế khủng nhà không có gì ngoài tiền ngoại hình thì siêu điển trai độ phong lưu đa tình không biết bao nhiêu người sẵn sàng đâm đầu vào anh ta hy vọng có thể nắm giữ được trái tim của chàng trai hư hỏng này vậy cô San định trả ơn tôi bằng cách nào đây vừa hỏi Minh Hoàng vừa tiến thêm mấy bước chân thu lại khoảng cách của anh ta và Ngọc San chỉ trong gang tấc khoảng cách gần đến mức Ngọc San liền lùi lại sau này giám đốc vũ có việc cần nếu như nằm trong khả năng của chúng tôi chúng tôi nhất định hết lòng được tôi ghi nhớ lời hứa của cô ngày hôm nay còn bây giờ cô san cứ yên tâm mà ăn uống tôi đảm bảo ngày mai lô hàng đó được vận chuyển về tận kho của chú chí cảm ơn anh ấy không vội sau này tôi còn có chuyện nhờ cô san giúp tôi nếu chuyện trong khả năng tôi nhất định không từ chối dĩ nhiên còn bây giờ Chúng ta ra ngoài nhé. Vâng. Có người thắc mắc vì sao Minh Hoàng lại phải vòng vo như vậy. Sao không trực tiếp tỏ tình với Ngọc San? Câu trả lời là vì anh ta biết Ngọc San là một người đứng đắn, không dễ dàng sa ngã như những chân dài đã từng đi qua cuộc đời của anh ta. Và với bản tính của đàn ông vốn là thích chinh phục, càng khó có được lại càng kiên trì theo đuổi. Vũ Minh Hoàng cũng chính là như vậy. Quả đúng như những gì mà Minh Hoàng hứa với cô. Sáng ngày hôm sau lô hàng được chờ đến tận kho, làm ông Chí mừng rỡ, vội vàng cho người kiểm tra lại, rồi bàn giao cho đối tác và không phải đền hợp đồng. Xong xuôi ông mới gọi cho Vũ Minh Hoàng cảm ơn và ngỏ ý mời anh ta đi ăn. Vũ Minh Hoàng lúc này lên tiếng. Chú Chí, chú khách sáo quá rồi, là chỗ quen biết với nhau. Biết đâu sau này chúng ta lại còn qua lại nhiều hơn. Thế thì còn gì bằng, Vậy giám đốc Vũ cho phép tôi được mời giám đốc bữa cơm. Chúng tôi muốn tỏ thành ý, đa tạ chuyện vừa rồi. Tôi thực tình mà ơn giám đốc Vũ. Chú nói như vậy thì cháu đành phiền cô chú một hôm, cho cháu đến nhà, ăn nhờ một bữa cơm. Chủ nhật cháu đến à? Ông Chí nghe xong đứng hình mất vài giây, nhưng vội vàng nhanh chóng đồng ý. Bình thường một công ty tầm trung như ông Chí mà mời được người thừa kế của tập đoàn Quang Vinh thì chỉ có mơ mà khó có được huống gì lại vừa được cứu sống nên dù biết con rể mình không thích ông không có cách nào từ chối và vốn dĩ không thể nào từ chối sau cuộc nói chuyện ông chí về bàn bạc với vợ mình chuyện hôm đó nên nấu những món gì và trao đổi có nên mời thế khải và ngọc san đến hay không suy đi nghĩ lại một hồi hai người quyết định là nên mời nếu không sau này thế khải biết chuyện sợ rằng con rể lại suy nghĩ sâu xa. Tại sao biết rõ Minh Hoàng thích Ngọc San mà bọn họ còn giấu giếm mời anh ta đến nhà ăn riêng? Có phải có ý đồ gì hay không? Vậy nên tốt nhất là nên cho con rể biết. Thế Khải sau khi biết tin, anh ta lại càng chắc chắn ý đồ của Minh Hoàng đối với vợ của mình. Nhưng mà tình hình hiện tại, anh ta được mời đến một cách quang minh chính đại. Cho nên anh không có lý do gì để bắt bẻ anh ta và quan trọng nhất là Ngọc San anh tin tưởng vào người phụ nữ này của mình. Thế rồi ngày chủ nhật đến, từ sáng sớm Ngọc San sang phụ ba mẹ mình chuẩn bị mọi thứ, còn ông Chí và Thế Khải thì ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách. Ông Chí thăm dò tâm ý con rể, qua mấy câu thì biết, tuy rằng không nói trực tiếp, nhưng con rể ông không thích Vũ Minh Hoàng. Mà cũng phải thôi làm gì có ai thích một người có ý đồ với vợ của mình, nên ông chí nói rõ luôn. Ba mời cậu ta đến vì công việc. Trước mắt là cậu ta cứu ba một ván cờ mà sắp thua đến nơi, thế nên con đừng có lo nghĩ gì. Vâng, con hiểu, con hiểu ba. Vinh Quang là một tập đoàn lớn, được hợp tác với họ là một chuyện tốt à? Không lâu sau thì Minh Hoàng đến, trên tay của anh ta là một giỏ quà cao cấp. Vợ chồng ông Chí nhiệt tình tiếp đón. Thế Khải tuy cười, nhưng ánh mắt của anh luôn để ý nhất cử nhất động của Minh Hoàng. Dù chỉ là một ánh nhìn, anh ta hướng về phía Ngọc San, cũng được Thế Khải thu về trong tầm mắt. Dĩ nhiên Minh Hoàng cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng thấy như vậy, anh ta lại càng thích, càng cố tình hỏi Han Ngọc San nhiều hơn. Trước mắt là công việc, về dự án, tại sao lại không phụ trách nữa? thế khải lúc này lên tiếng để dự án được hoàn thành tốt nhất tôi lựa chọn người tốt nhất đảm nhiệm cho vợ tôi sau này có vấn đề gì giám đốc cứ trao đổi thẳng với tôi cũng được thật ra làm ăn thì ngoài năng lực còn dựa vào nhiều yếu tố tôi thấy làm việc với cô san đây tôi rất hài lòng cho nên tôi muốn cô san tiếp tục đồng hành dự án này thế khải nghe xong anh không hề nao núng anh đáp lời Cảm ơn giám đốc Vũ có lời khen ngợi cho vợ tôi. Tiếc là chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị sinh con nên cô ấy hạn chế nhận việc. Mà giám đốc Vũ, bao giờ cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Không giấu gì mọi người, tôi đang tìm hiểu một người, mong là sớm về chung một nhà. Dĩ nhiên không phải vô tình mà vừa nói anh ta lại vừa nhìn về Ngọc San. Cô thông minh nên nhanh chóng nói luôn. Mong là hôm đó vợ chồng tôi được vinh hạnh đến dự đám cưới của giám đốc Vũ. Ly này tôi kính giám đốc. Mời anh. Biết rõ Ngọc San đang từ chối. Nhưng mà Minh Hoàng chỉ cười một cái thôi. Từ đó đến giờ anh ta từng từ chối rất nhiều người khác. Còn cô chính là người phụ nữ đầu tiên từ chối anh ta. Mà càng khó có được thì anh ta lại càng cật lực muốn chiếm được nó. Trái lại bữa cơm thịnh soạn. Bên này Hà Vân đang vô cùng khốn khổ sau khi uống thuốc phá thai nhưng lại không am hiểu những bước sau đó nên cô ta đau đớn quằn quại thân dưới máu chảy không ngừng tên nà đồng thấy khuôn mặt tái nhợt của hà vân thì còn tưởng cô ta giả vờ đến khi cô ta ngất xỉu mới hoảng hốt đưa cô ta đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói nếu đến muộn một chút thì cô ta mất máu và sẽ chết trong lúc hồn mê những chuyện cũ bỗng như một đoạn phim quay về trước mặt hà vân cô ta nhớ lại tất cả mọi chuyện mình đã làm ra và nhớ lại những trận đòn roi của a đông lúc tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt bậm trợn của hắn hà vân mới kêu cứu, cứu a đông biết cô ta nhớ lại mọi chuyện nên sau đó cũng chuồn luôn hạ vân nhờ y tá gọi cho bố mẹ cô ta gọi xong y tá thông báo chia buồn với cô sau này cô không thể nào mang thai được nữa nghe tin chấn động đó hà vân chết sững một lúc mới hoàn hồn hỏi y tá có nhầm lẫn hay không nhưng cô y tá gật đầu cái gật đầu làm cô ta gào lên không tin rằng mình không thể nào sinh con được nữa sau đó ba mẹ cô ta cùng bà bích kéo đến nhìn bộ dạng con gái và nghe những gì mà con gái mình trải qua thì ông bà căm phẫn tên a đông vô cùng nhưng mà hà vân không biết chính xác địa chỉ của tên a đông chỉ có thể diễn tả lại quang cảnh xung quanh đó để cho ba mẹ cô ta báo với cảnh sát có điều khi biết hà vân khôi phục trí nhớ thì tên a đông biết thế nào cô tao cũng báo cảnh sát nên đã vội vàng cao chạy xa bay rời khỏi căn nhà đó không một chút dấu vết sau đó lần trốn sang biên giới chuyện đi tìm được hắn ta vô cùng là khó khăn bà bích đi thăm cháu gái về thì kể lại cho ông minh và vợ chồng San cùng với Khải nghe. Đối với câu chuyện bi thương của Hà Vân, anh chỉ lạnh lùng nhách môi nói một câu. Nhân quả đến rồi đấy. Bà Bích không dám ho hé, chỉ thờ dài thương cảm cháu gái, từ đây về sau không thể làm mẹ. Và còn ám ảnh khoảng thời gian sống cùng một tên, không ra gì, bị hắn trà đạp, hành hạ. Nghe mẹ Hà Vân kể lại, từ hôm xuất viện về nhà đêm nào hà vân cũng gặp ác mộng hai tay ôm lấy đầu cầu xin đừng có đánh mình khi tỉnh dậy toàn thân cô ta run rẩy ánh mắt sợ hãi người co rúm vô cùng thê thảm không biết nửa đời còn lại của cô ta sẽ như thế nào đây hôm nay bầu trời rất đẹp trong vườn có đàn chim nhỏ xả xuống hót líu lo ngọc san ngồi trên xích đu nhìn những chú chim non mà bất chợt lại chạm xuống bụng của mình Sáng nay chị Nguyệt lại ghé thăm cô Khiến cho hy vọng trong cô càng ngày càng yếu đi Giống như đèn dầu trước gió Càng hy vọng lại càng thất vọng Đến bao giờ cô mới được làm mẹ đây Cũng trong lúc này tại một quán rượu Có hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau Đó chính là Minh Hoàng và Thế Khải Hai người họ vừa đi thị sát dự án về cùng nhau Và cùng nhau bước vào quán rượu vắng người Gọi ra chai rượu mạnh nhất Vừa uống vừa nói chuyện gần đây minh hoàng vẫn liên tục làm khó làm dễ lý do lớn nhất là không hài lòng trong công việc nhưng chỉ cần ngọc san xuất hiện và giải thích thì anh ta lại gật đầu ưng thuận dù cho lời giải thích của cô y hệt như những gì mà người khác kể với hắn khiến cho mọi người trong công ty dấy lên nghi vấn giám đốc vũ minh hoàng của tập đoàn vinh quang có tình ý với phu nhân của thế khải lời đồn cứ như vậy mà lan nhanh chóng mặt chưa kể có vài tờ báo cũng lên bài nghi vấn này kia thế là ngày hôm nay thế khải là người muốn mời vũ minh hoàng uống rượu chính là muốn giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng sau khi nhiều ly rượu nâng lên hạ xuống ánh mắt hai người đàn ông bắt đầu thâm sâu thế khải là người lên tiếng trước giám đốc vũ thấy rượu này như thế nào vũ minh hoàng cười nụ cười đặc trưng của anh ta Tôi thấy ngon, tuy khá cay nhưng khiến người ta càng muốn uống. Tôi lại thấy giám đốc Vũ không hợp với loại rượu này, cưỡng cầu mà uống ấy. nên bây giờ mặt của anh đỏ bừng bừng thế kia. Anh đâu phải là tôi, sao lại biết tôi không hợp chứ? Đỏ mặt chỉ là phản ứng tự nhiên chứ không phải là vấn đề quan trọng ngăn cản được tôi. Nói xong Minh Hoàng còn trực tiếp rót thêm một ly cho bản thân mình, đưa lên miệng nhấm nháp và thưởng thức một cách ngon miệng ngon đây chính là loại rượu mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay tôi rất thích nó dĩ nhiên cuộc nói chuyện của hai người đàn ông quyền lực này không đơn giản chỉ là bình phẩm về rượu mà còn có ý sâu xa hơn nữa đều hướng về một người phụ nữ tên là ngọc san cái gì không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu không có gì chắc chắn cả hôm nay trong tay của anh Ngày mai biết đâu Nó lại thuộc về tôi Trước sự tự đắc của Minh Hoàng Thế Khải không hề nao núng Khóe miệng mỏng khẽ cong lên Lắc lắc thứ chất lòng trong ly Đúng như vậy Có những thứ dù cầm trong tay Cũng không chắc chắn là của mình Nhưng mà có những thứ Sinh ra đã là của mình Giám đốc Vũ chưa có gia đình Nên chưa thể nào hiểu được Giữa vợ chồng lại có một sự gắn kết vô hình mà một người ngoài không bao giờ hiểu được Vậy sao? Thế thì tôi phải thử cảm giác Là một người có gia đình Để xem sự gắn kết mà anh vừa nói Nó như thế nào Chắc hẳn là thích lắm nhỉ Vũ Minh Hoàng hất mắt Thái độ chính là đang thách thức Ai kinh doanh cũng biết Tập đoàn Vinh Quang là một tập đoàn lớn mạnh Và có thế lực nhất nhì cả nước Cho nên chẳng mấy ai dám đắc tội Vì họ bị kéo theo rắc rối có khi còn bị triệt đường làm ăn Không thể nào ngóc đầu lên được Vũ Minh Hoàng dựa vào điều này Nên cao ngạo và tự đắc Chỉ cần là thứ anh ta muốn Thì anh ta đều phải có được Bao gồm cả đàn bà, phụ nữ Lần này gặp Ngọc San Anh bị cô hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên Khiến cho trái tim phong lưu đa tình Bị trói buộc một chỗ Và điều điên sổ nhất Anh còn muốn lấy cô làm vợ Dù hiện tại Cô đang là vợ của Thế Khải. Hớp một ly rượu, Thế Khải gật đầu và nói tiếp. Dĩ nhiên là rất thích, không những thích mà còn hạnh phúc khi cả hai người tâm ý tương thông, một lòng một dạ đối với đối phương. Á, à, anh tự tin quá rồi, nên nhớ, không có gì là tuyệt đối. Và cô ấy sẽ thuộc về tôi, nhanh thôi. Thế Khải lúc này không hề nhân nhượng nhích người về phía trước đối diện với tình địch giọng nói vô cùng sắc mắt anh cứ thử mà xem tôi không thử mà tôi làm thật anh nên nhớ kỹ tôi là ai chỉ cần tôi thích chưa có thứ gì là tôi không có kể cả phụ nữ của anh đối với sự ngang ngược của minh hoàng nếu là người khác sẽ tức đến hộc máu bởi vì anh ta thực sự vừa đẹp vừa có tiền vừa có quyền cùng với thế lực vô cùng lớn mạnh chống lưng ở phía sau. Nhưng Thế Khải không phải là một kẻ ngu ngốc và dễ bị bắt nạt. Giây phút Minh Hoàng tuyên bố cướp Ngọc San, Thế Khải nhếch khuôn môi đẹp hơn cả tranh vẽ của mình, thái độ xem thường ra mặt, không hề nể nang ra thế của Vũ Minh Hoàng. Thì ra những lời đồn về giám đốc Vũ là không có thật. Cái gì mà phong lưu đa tình, tôi thấy là động vật thích ăn tạp thì đúng hơn, đến cả vợ của người khác còn dòm ngó cho bằng được. Theo tôi anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý để kịp thời chữa trị, để lâu dài, thêm trầm trọng đấy. Khuôn mặt của Minh Hoàng đen kịt, chân mày giật giật, chưa bao giờ và cũng chưa có người nào dám nói với anh ta những lời này. Ai ai cũng tân bốc nịnh nọt, lấy lòng người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vinh Quang để họ có một chút lợi lộc. Hôm nay bị tình địch của mình tát thẳng như thế này. Minh Hoàng hơi mất khống chế, đứng bật dậy, túm lấy cổ củ áo của Thế Khải. Mày vừa nói cái gì? Mày nói ai là bệnh hoạn? Giám đốc Vũ tức giận cái gì chứ? Tôi nói đâu có sai. Mày! Minh Hoàng vung tay định đấm Thế Khải, nhưng người đàn ông trước mắt đã nhanh nhầu, nghiêng đầu né tránh. Còn xoay người túm lấy cánh tay hung hăng của Minh Hoàng mà quay vòng tròn, đá mạnh vào mạn sườn của đối phương một cái. Làm cho cả người Minh Hoàng lưu siêu, ngã vào bàn uống rượu. Hai cái ly cùng nhau, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mày dám đánh tao, mày chán sống rồi có phải không? Mày đừng quên tao là ai? Thế Khải đang cười vào khuôn mặt bừng bừng lừa giận của Vũ Minh Hoàng. Thì ra giám đốc Vũ chính là nhờ vào gia thế, chứ bản thân cũng vô cùng tầm thường. Tầm thường đến mức đánh nhau cả với tôi còn không dám, thế mà mạnh dạn muốn cướp người phụ nữ của tôi sao là tôi đánh giá cao thực lực của giám đốc vũ quá lần này là tôi sai mày đang nói cái quái gì thế à mày nên nhớ chỉ cần một cái lắc đầu của tao thì cái dự án nghìn tỷ của mày tan thành mây khói công ty còn con của mày lập tức lao đao thế á thế thì giám đốc vũ vui lòng về đọc lại bản hợp đồng chính thức chúng ta vừa mới ký sau này nếu như bên A hoặc bên B tự ý hủy hợp đồng thì mất toàn bộ số tiền đầu tư cho đối phương và phải đền bù kinh phí gấp 10 lần. Như vậy nếu như giám đốc Vũ không muốn hợp tác thì tự dưng tôi lại được thêm 10 lần số tiền à? Đường nào tôi cũng không bị thiệt thòi. Từ khi biết Minh Hoàng có ý với Ngọc San thì Thế Khải lúc này đã lường trước hắn ta sẽ đem dự án kia hăm dọa cho nên thế khải đã soạn thảo một bàn hợp đồng mới với những điều khoản mà cho dù minh hoàng muốn dừng hợp tác thì bên công ty của anh cũng không hề bị bất lợi chỉ là hôm đó có ngọc san đi cùng minh hoàng bị nhan sắc của cô làm cho mờ mắt chỉ mải mê ngắm nhìn người đẹp cùng với đường cong chuẩn từng cm mà không xem kỹ hợp đồng đến sau cùng thì anh ta đặt bút ký ký rất nhanh chữ ký này đáng giá cả nghìn tỷ bây giờ hối hận thì muộn rồi thì ra là mày gài tao à tao sẽ cho mày làm việc với luật sư của tao công ty hay nhà riêng tôi chắc chắn giám đốc vũ đều biết nếu như có vấn đề gì cứ đến tôi tiếp nói xong thế khải mở ví lấy tiền và đặt lên bàn trước khi đi anh còn nói một câu hôm nay tôi mời Rứt cầu thì vơ lấy chiếc áo vét mà Ngọc San mua cho anh và đi về. Bỏ lại Vũ Minh Hoàng, tức lắm, tức đến đá chân vào bàn vào ghế, hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn giết chết Thế Khải, ngay lập tức. Tối đó trong căn phòng ngủ ngập tràn ái muội có hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Tiếng thở dốc vang lên, hòa vào âm thanh da thịt chạm vào nhau, tạo nên một khung cảnh đầy kích thích và nóng mắt. Sau trận hoàn lạc, Thế Khải luôn kê tay cho Ngọc San nằm lên. Cô nghiêng người ôm lấy anh, những ngón tay thon thả còn chiêu đùa, lên vòng bụng rắn giỏi, lướt qua lướt lại. Dạo lên ngực, lại chạy dọc xuống phần bụng dưới. Thế Khải cong môi cười, bắt lấy cánh tay của cô. Ngọc San ngẩng đầu lên. Anh làm sao đấy? Này, làm thế anh không chịu được đâu. Anh lại muốn ăn em bây giờ. Những ngày sau đó, Minh Hoàng liên tục dùng thế lực gây sức ép với công ty của Thế Khải. Nhưng mà Thế Khải đều có thể ứng phó được. Có được bản hợp đồng kia, anh không lo sợ Minh Hoàng lật kèo hay hủy hợp đồng. Dù cho hắn ta hủy hợp đồng, cũng có một số tiền lớn bù vào. Đường nào Thế Khải cũng có lợi, nên anh không nhún nhường Vũ Minh Hoàng nữa. Thấy phía Thế Khải không ổn, Minh Hoàng lại chuyển sang làm khó công ty của ba Ngọc San. Hắn dùng thế lực lớn mạnh của mình Chẳng mấy chốc mà công ty của ba Ngọc San bị chèn ép, rơi vào khó khăn. Tất cả là do Minh Hoàng đứng ở phía sau, hô mưa gọi gió. Đến mức ông Chí phải gọi cho Ngọc San. Cô nghe tin thì vội vàng chạy sang hỏi cho rõ ràng, nắm rõ ngọn ngành. Cô trực tiếp đi đến tập đoàn Vinh Quang, tìm Minh Hoàng để nói chuyện. Nghe tin cô đến, Minh Hoàng bất ngờ, nhưng nhanh chóng yêu cầu nhân viên dẫn cô đến văn phòng của mình hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt thì ra là có mỹ nhân đến tìm tôi chào cô san tôi thật không nghĩ giám đốc vũ lại tầm thường đến như vậy hình như cô san đang hiểu nhầm tôi có hiểu lầm hay không giám đốc vũ là người rõ hơn tôi minh hoàng không nghĩ ngọc san lại nói thẳng thừng như vậy cơ mặt của anh ta không vui lúc này anh ta nhìn thẳng vào cô được nếu như em nói như vậy, tôi nói thẳng, tôi yêu em và tôi muốn có được em. Vậy sao? Anh yêu tôi, nhưng anh lại làm hại những người thân của tôi, dùng thế lực của mình chèn ép các đối tác, không cho họ hợp tác với ba của tôi. Đó là tình yêu sao? Bởi vì tôi muốn có được em. Em có biết, tôi đã yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? Từ đó đến nay, không có một ngày nào là tôi ngừng nhớ đến em. Không không không. Cái đó không gọi là tình yêu, mà là bản tính chiếm hữu của anh. Vì không có được tôi nên anh càng muốn có được tôi, bởi vì cái gì không có được bao giờ cũng khiến cho người ta khao khát. Vừa lại không ai yêu một người mà lại đi làm hại người thân của người đó để khiến cho họ đau khổ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ thấy anh không hề yêu tôi. Em không là tôi, làm sao em hiểu được trái tim của tôi chứ? ngọc san tôi thật sự yêu em chỉ cần em bên tôi tôi hứa tôi sẽ cho em những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này mà người chồng của em bây giờ không bao giờ làm được ví dụ tiền tài địa vị và cả tình yêu của tôi nhưng tôi không cần tiền tài địa vị và không cần cả tình yêu của anh vì sao chứ lý do là gì bởi vì tôi không yêu anh đơn giản vậy thôi tôi quá xuất sắc từ thành tích cho đến địa vị kể cả nhãn sắc của tôi cũng không hề kém cạnh nó thế thì tại sao em lại khước từ tôi giám đốc vũ tôi từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về anh tôi nghe họ nói anh rất đẹp trai rất tài giỏi trong kinh doanh sau này khi làm chung tôi thừa nhận điều đó là đúng anh rất giỏi với những chiến lược thông minh nhưng có những thứ không phải cứ giỏi giang là đều có được vì tình yêu được xây dựng trên phương diện tình cảm mà tình cảm thì phải xuất phát từ trái tim và trái tim của tôi đã thuộc về chồng của tôi là anh khải mãi mãi chỉ có một mình anh ấy vậy nên giám đốc vũ mong anh hãy tự trọng anh để cho tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ năng lực kinh doanh của anh đừng để những thứ tình cảm quý mến này tan biến tôi xin phép ngọc san nói xong thì đứng dậy cầm túi sách đi ra trước sự ngỡ ngàng không nói thành lời của Minh Hoàng. Và bất ngờ hơn là Thế Khải sau khi gọi cho ba vợ, biết Ngọc San đến tìm Minh Hoàng thì anh phóng xe đến đây. Và vừa hay nghe hết những gì mà cô vừa nói. Trái tim của anh như ai đó dài mật trải hoa, ngọt ngào bao phủ, tươi cười cầm lấy tay cô, đi khỏi tập đoàn Vinh Quang. Cảm ơn em, vợ của anh anh yêu em nhiều lắm trong khoang xe thế khải nghiêng người hôn lên vành môi đỏ của cô lúc này ngọc san mới cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào cô cũng đáp lại em cũng yêu anh nhiều lắm lúc ngọc san rời đi được một lúc thì minh hoàng mới thực sự hoàn hồn cuộc đời anh ta sinh ra ngay vạch đích cái gì anh ta muốn đều có được chưa có ai dám từ chối yêu cầu của anh ta vậy mà ngày hôm nay khi bị ngọc san thẳng thừng từ chối lại khiến anh ta vô cùng tức giận anh ta cầm điện thoại lên muốn dùng thế lực của mình để lật đổ người mà cô yêu để xem lúc đó cô có còn cao ngạo bên cạnh một người không có gì trong tay nữa hay không nhưng khi bấm số điện thoại minh hoàng không ấn phím gọi mà ném điện thoại lên trên mặt bàn anh ta vò đầu bứt tay đi đến mở cửa sổ để không khí và gió lớn tràn vào khuôn mặt ấy từ từ minh hoàng cũng bình tĩnh trở lại tình yêu vốn dĩ là một loại cảm xúc mà cảm xúc thì sao có thể bắt buộc được chứ lần này anh ta đã thua rồi phía bên thế khải và ngọc san đang chuẩn bị sẵn phương án để đối phó nếu như minh hoàng giờ trò chơi xấu nhưng bên kia vẫn im hơi lặng tiếng ban đầu hai người cũng lo lắng là minh hoàng ủ mưu nên mọi chuyện đều hết sức cẩn thận. Ngày qua ngày mọi thứ đều êm đềm như nước chảy, không có vấn đề gì xảy ra. Qua dò hỏi cũng biết được, Minh Hoàng bình thường không có động thái khiêu khích gì. Cả cái dự án đang hợp tác cùng với anh ta thì anh ta lúc này không còn trực tiếp mà bàn giao cho người khác phụ trách. Đến khi dự án kết thúc, hai công ty mới tổ chức tiệc ăn mừng dự án thành công tốt đẹp thì mới nhìn thấy Minh Hoàng xuất hiện trong bộ âu phục hàng hiệu. Họ nâng ly chúc mừng, nói chuyện rôm rà và hứa hẹn những lần hợp tác kế tiếp. Khi chỉ còn hai người, Minh Hoàng cầm ly rượu vang và nói nhỏ. Anh nói đúng, có những loại rượu không dành cho mình, cô chấp uống vào rất khó chịu. Ván cờ này, tôi thua anh. Nghe Minh Hoàng nói như vậy, Thế Khải như chút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, nhưng anh vẫn thăm dò xem đây có phải là những lời thật lòng hay không anh biết trong từ điền của tôi chưa bao giờ có hai chữ thất bại nhưng lần này tôi đã không thể có được thứ mình mong muốn ngọc san là cô gái rất hoàn hảo anh phải trân trọng cô ấy bởi vì tôi sẽ quan sát hai người nếu như anh làm cô ấy buồn tôi sẽ tranh đấu với anh thêm một lần nữa tôi sẽ trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời này Hy vọng mãi mãi như vậy. Một năm sau đó, vào một ngày đẹp trời của mùa thu, tiết trời khá là mát mẻ, không khí trong lành. Thế Khải và Ngọc San vừa trở về tầm một tháng sau chuyến du lịch. Ngọc San vừa bước xuống giường đánh răng, thì cơn buồn nôn kéo đến, khiến cho cô nôn mẹ dữ dội. Thế Khải trên giường nghe được, thì vén chân sang một bên, đi vào vỗ lưng cho vợ. Có làm sao không em? Sao mẹ em nôn dữ vậy? Ngọc San không trả lời chồng được bởi vì cổ họng cứ trào lên những cơn nôn ói. Đến khi ói ra mật vàng, miệng của cô đắng ngắt, thì cô mới đáp. Em không biết, nhưng mà em cảm thấy khó chịu lắm. Ăn sáng xong, anh đưa em đi khám nhé. Vâng ạ. Bước xuống nhà, nói ra những triệu chứng này cho bà nội nghe. Bà nội nghiêm nghị nhìn Ngọc San, nhưng sau đó lại bật cười. Chắc là con bé có bầu rồi đấy. Có bầu ấy ạ? À? Chắc là không đâu nội. Lâu nay con không có mà. Lâu nay không có thì bây giờ có. Ăn sáng xong, Khải này, đưa vợ con đi khám. Ai cũng nồn nào trong lòng. Bà Bích tuy lâu nay an phận, nhưng còn cái tính sân si, nên bà liền chen vào. Chắc là nó ăn cái gì khó tiêu. Chứ hai năm nay rồi, có bầu bí gì đâu. Nói xong bị mọi người nhìn chằm chằm. Bà ta hoàng hồn cúi gằm mặt xuống, không dám ho hé nửa lời. Sang đó Thế Khải chờ Ngọc San đến bệnh viện và nói triệu chứng cho bác sĩ thăm khám. Bác sĩ đưa cho cô một cái que thử thai và bảo cô đi thử. Lúc đặt cái que vào, Ngọc San rất hy vọng sẽ xuất hiện hai vạch. Nhưng người ta thường hay nói càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Một vạch, chính xác chỉ là một vạch mà thôi. Cô thở dài đem cái que ra đưa cho bác sĩ. Giọng cô tiêu nhiều Dạ Chỉ có một vạch thôi ạ à? Bác sĩ cầm que thử thai lên nhìn Mà lúc này Ngọc San cũng nhìn thấy Dường như phía dưới có một mạch mờ mờ Cô sợ mình hy vọng quá mà nhìn nhầm Nên cố ý nhắm mắt Rồi lại mở mắt ra một lần nữa Cả vị bác sĩ lúc này cũng nói Có một vạch mờ nhưng chưa được rõ lắm Cô thay váy và nằm lên đây Tôi siêu âm cho cô Ngọc San làm theo lời của bác sĩ Tim của cô lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết. Có thai rồi, thai vào tổ rồi nhá. Có thật rồi ạ? À? Có thật là tôi có thai rồi không ạ? À? Có, nhưng thai còn bé nên lúc nãy thử que nó không lên ngay. Mà bây giờ chưa có tìm thai nhá. Lúc này trái tim của Ngọc San như vỡ òa, sau bao nhiêu hy vọng chờ đợi thì ông trời cũng cho cô mãn nguyện, ban cho cô và Thế Khải một đứa con. Bác sĩ, em bé khỏe không ạ? À? Coi cô kích động chưa kìa, thai còn bé, mới có vài tuần tuổi. Thời gian này không được vận động mạnh, không được khuân vác cái gì nặng, không nên với cao. Và nếu được thì hạn chế đi giày cao gót. Ba tháng đầu, phải kiêng, nghe rõ chưa? Ngọc Sàn cứ chìm đắm trong những lời dặn dò của bác sĩ. Tay của cô chạm xuống cái bụng nhỏ xinh, đang có một thiên thần trong đó. Sau khi khám xong đi ra ngoài, thế khải thấy vợ đi ra anh vội vàng đi đến thế nào rồi em bác sĩ nói em thế nào có vấn đề gì không có anh ạ à. thế khải lo lắng tưởng vợ mình bị bệnh gì vồn vã hỏi han nhưng có người lại phì cười trả lời em có thai rồi có thai rồi sao có được cái gật đầu xác nhận của ngọc san khải liền sung sướng reo lên trong mắt của hai người ngập tràn sự hạnh phúc Ngày hôm đó bà nội mừng đến mức bắt Ngọc San nằm trên giường, sờ sờ cái bụng tí hon của cháu dâu mà cười suốt. Ông Minh cũng mừng, kêu nhà bếp nấu thật nhiều món ngon để cả nhà ăn mừng có cháu nội đích tôn. Thế Khải thì khỏi nói, lên mạng ngồi tra cứu cách chăm sóc bà bầu rồi ăn uống như thế nào, không nên ăn cái gì uống cái gì, tỷ tỷ thứ đều được anh lưu lại. Đúng là chồng người ta, không bao giờ khiến chị em thất vọng. Lần mang thai này Ngọc San nghén kinh khủng. Cô nôn ói rất nhiều, đến mức phải nhập viện cho bác sĩ truyền dinh dưỡng. Người xanh xao tái nhợt, làm cho Thế Khải lo lắng vô cùng. Đi làm chỉ muốn nhanh chóng, về với vợ. Ngọc San khi nhìn thấy anh về, cô chỉ cười và nói. Em không sao đâu, anh đừng lo quá. Bác sĩ nói triệu chứng thông thường của phụ nữ mang thai ấy mà. Sao anh không lo cho em được chứ? Em nhìn xem, Em không ăn uống được gì Anh chỉ ước có thể Chịu đựng thay cho em Có được những lời này của anh Có vất vả đến mấy Em cũng chịu được Ngốc cả Mà này Anh nói xem Trong bụng em bây giờ là con trai Hay là con gái Trai gái gì Đều được hết Đều là con của chúng ta Là kết tinh của tình yêu Nép vào lòng của anh Cô nhèn miệng cười Nụ cười hạnh phúc vì sau tất cả hai người đã vượt qua được những hiểu lầm, vượt qua những sóng gió trong tình yêu, lẫn sóng gió thương trường để đón nhận đoạn tình cảm mà vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu, đó chính là từ ngày thơ ấu. Bây giờ hai người có con với nhau, mọi thứ gần như là viên mãn. Mấy tháng sau đó, lúc này bụng của Ngọc San to lên, và cô biết được trong bụng đang có một bé gái nghịch ngợm, cứ đạp vào bụng của cô liên hồi đi siêu âm cũng hoạt động tay chân đến mức bác sĩ nói rằng chưa từng thấy thai nhi nào lại như vậy không biết ra đời sẽ tăng động như thế nào đây bác sĩ nói xong ngọc san sung sướng cười híp mắt về nhà kể cho mọi người nghe và cho mọi người xem hình siêu âm người nào cũng nhận đứa bè giống mình căn nhà rộn rã tiếng cười mà không nhận ra có một người đang đứng một góc nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ cho đến khi người đó từ từ bước đến thì mọi người mới ngơ ngác bà nội là người lên tiếng hỏi cô đến đây làm gì ai cho cô đến đây ai cho cô bước vào nhà tôi bà bích lúc này lên tiếng dạ thưa mẹ là con con cho hà vân vào con bé đến đây xin lỗi chúng ta không cần nhà tôi đang bình yên làm ơn đừng có để ác quỷ vào nhà kiềm mẹ Hạ Vân lúc này mím môi. Dạ thưa mọi người, con biết lúc trước con làm rất nhiều chuyện không tốt, ảnh hưởng đến mọi người và con cũng nhận hậu quả mà mình gây ra rồi. Nhưng lâu nay con luôn mặc cảm nên không dám đến tạ lỗi. Hôm nay con đến đây cúi đầu xin lỗi mọi người, con thật sự đã sai rồi ạ. À? Nói xong cô ta cúi thấp đầu xin lỗi từng người. Đầu tiên là bà nội, sau đó đến mọi người hà vân nhìn ngọc san nhìn cái bụng căng tròn cô ta cười nhẹ chúc mừng chị được làm mẹ điều mà cả đời này em không thể làm được nữa ngọc san vẫn không yên tâm cô ta không làm bậy nên không muốn dây dưa thêm gì với cô ta hà vân cũng nhận ra nên sau khi xin lỗi xong thì thông báo cô ta chuẩn bị lên vùng cao làm cô giáo quyết định này khiến mọi người có chút bất ngờ cô ta cười nhưng ánh mắt buồn bã lắm mọi người cũng biết con không thể sinh con được nữa và cái quá khứ kia khiến cho con cảm thấy vô cùng xấu hổ không có cách nào đối diện với những người quen biết nên con đã đăng ký lên vùng cao dạy học cho bọn trẻ con sống một cuộc sống thầm lặng đến hết cuộc đời ạ à? bà biết cầm tay cháu gái khuyên hà vân nên suy nghĩ lại trên đó thiếu thốn đủ thứ sợ cô ta không thích nghi được. Với lại chuyện gì, rồi cũng chìm vào quên lãng. Nhưng Hà Vân lắc đầu. Có thể mọi người sẽ dần quên, nhưng mà lương tâm của con cắn rứt lắm. Con phải đi thôi. Chào mọi người. Mấy tháng sau đó, Ngọc San đang về nhà mẹ đẻ chơi, thì bất ngờ có một cơn đau đến với cô. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cơn đau ban đầu chỉ là thi thoảng kéo đến, một lúc sau thì số lần đau đớn tăng nhanh Khiến cho cô nhăn nhó Và kêu lên Bác sĩ kiểm tra thì nói rằng Cô có dấu hiệu là sắp sinh Đưa vào phòng sinh ngay Trong cây giường sắt Ngọc San đau đớn không thôi Những cơn gò cứ cuồn cuộn trong bụng Khiến cho cô la lớn Bác sĩ tận tình hướng dẫn cô phải làm sao Để em bé ra ngoài Qua một lúc thì thế Khải chạy vào Và được vào trong với vợ Nhìn cô đau đớn anh cũng cuống cuồng mà kêu gọi bác sĩ bác sĩ ơi làm sao đi cho vợ tôi hết đau đi chứ cô ấy đau quá rồi sinh con thì tất nhiên phải đau không đau làm sao mà sinh được nhưng 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 cái gì cậu cứ bình tĩnh đừng có làm cho thai phụ dối thêm anh lúc này bước đến nắm chặt lấy bàn tay của cô luôn miệng động viên an ủi anh ở đây với em em đừng sợ anh khai Em đau lắm. Anh biết anh biết chứ. Anh thương em, cố lên nào. Sau một hồi vật lộn với những cơn đau khủng khiếp thì trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Hộ sinh đặt em bé lên người của Ngọc San, nhìn cái miệng trúng chím nhỏ xinh đang tìm bầu sữa mà Ngọc San xúc động đến bật khóc. Anh à, con của chúng ta đây. Chúng ta có con rồi. Ừ. Chúng ta có con rồi em à. Thế Khải hôn lên trán của cô, đáy mắt cả hai người ngập tràn hạnh phúc. Ở trong bệnh viện ba ngày thì Ngọc San được về nhà để chào đón cháu nội. Thì ông Minh còn đặc biệt thường cho nhân viên mỗi người một bao lì xì. Khắp nơi trong căn nhà được trưng bày hoa tươi đỏ rực. Họ hàng kéo đến thăm, đâu đâu cũng là tiếng cười, tiếng nói chúc mừng. Thế Khải hạnh phúc đến mức nhìn vợ xong lại một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm ngủ con bé thật sự quá giống anh, giống đến từng chi tiết. Có điều anh và cô đều có nước da trắng, còn tiểu công chúa lại hơi đen. Bà nội lúc này cười và nói luôn. Không phải đen, mà là màu đỏ đấy. Những đứa trẻ sinh ra mà đỏ thế này, khi này mà lớn lên là trắng, trắng lắm, cứ yên tâm đi. Đúng là kinh nghiệm của người đi trước, không thể nào sai được. Càng ngày con bé càng thay đổi đến mức Hai người làm cha làm mẹ đều phải ngỡ ngàng, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, tóc đen và dày rất nhiều. Đặc biệt là con bé bụ bẫm thấy rõ, mỗi ngày lại tròn ra thêm một chút, hai má to dần. Đến khi đầy tháng mọi người đến chơi đều không nhận ra, đây chính là con bé vừa mới gặp tháng trước. Ai cũng khen Ngọc San khéo nuôi con. Thế Khải đúng là thật là có phước. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày. Một hôm Ngọc San đang mua ít đồ cho tiểu công chúa Thì có người gọi cô Đó chính là Vương Đình Lâm Đình Lâm không thay đổi quá nhiều Trên khuôn mặt của anh Chỉ có một chút hơi gầy đi Anh Lâm Đã lâu không gặp Anh khỏe chứ Ừ Anh khỏe Anh có đọc báo Và biết chuyện em sinh con Chúc mừng em Em cảm ơn Con bé được 6 tháng rồi rất ngoan anh ạ à. mừng cho em anh có thể mời em một ly cà phê có được không ngọc san nghi nghĩ sau đó gật đầu đồng ý anh sang quán đối diện đợi em một chút nhé em thanh toán xong em qua ngay trong tiếng du dương của bản nhạc không lời ngọc san ngồi đối diện với đình lâm thời gian trôi qua thật nhanh và cũng khiến mọi thứ thay đổi đến không ngờ những tưởng người đàn ông trước mặt chính là người cùng cô tiến vào lễ đường cùng nhau vẽ tranh, bàn về một tác phẩm hội họa. Nhưng mà đường đời luôn có những lối rẽ mà ta không ngờ đến. Hôm nay cô không còn là cô gái cười rạng rỡ ngồi sau lưng của anh mà cô lại trở thành vợ của người đàn ông khác. Dòng đời nhiệt ngã hay do duyên mỏng, tình không đủ sâu để mọi thứ không đi đúng với ước mơ ban đầu. Đình Lâm không xấu, chỉ là anh không đủ sức để giữ cô bên cạnh. Anh không mạnh mẽ không dứt khoát và không đấu tranh giống như thế khải đã từng quyết tâm để không vũ minh hoàng chạm vào người phụ nữ của mình nhưng mà thôi đó chắc chắn là sự sắp xếp tốt nhất hiện tại ngọc san có hôn nhân viên mãn bên một người chồng tài giỏi yêu thương cô và một cô công chúa bụ bẫm mọi thứ đều rất tốt dạo này anh lâm ở đâu anh có còn vẽ tranh không ạ à? có chứ đó là đam mê và đó là cách duy nhất giúp anh tìm lại những thứ đã mất cái gì mất đi rồi anh cứ để cho nó qua đi tìm lại không thể nào như xưa được nữa thời gian đó anh hãy tìm cái mới cái phù hợp hơn với mình ừ. anh cũng mong được như những gì em vừa nói hai người ngồi một lúc thì ngọc san đứng lên về trước đình lâm nhìn theo bóng dáng ấy có tiếc nuối có hụt hẫng có lú luyến và cũng có an lòng bởi vì anh biết rằng cô gái anh yêu đã chọn đúng người mang đến hạnh phúc cho cô vào một buổi chiều nọ đình lâm đem giá vẽ tranh đi tìm cảm hứng thì bất ngờ bị ai đó va vào rất mạnh khiến cho anh và người đó cùng lào đảo ngã xuống đường dụng cụ đều nằm xuống đường mực thì đổ vương vãi cùng lúc đó một giọng nói vang lên ôi chết đổ mực hết cả rồi em xin lỗi giọng nói ấy nhẹ nhàng trong trèo đến mức làm đình lâm ngần ngơ đến khi cô ấy lên tiếng thêm một lần nữa anh mới bàng hoàng anh anh gì ơi à tôi đây em xin lỗi em không cẩn thận va phải anh bây giờ em có việc gấp phải đi rồi anh cho em số điện thoại xong rồi em xin lỗi em đền bù thiệt hại cho anh sau có được không ạ à? lúc này đình lâm như một cỗ máy làm theo những gì mà cô gái này lên tiếng Hi Hoài lấy giấy bút ghi số điện thoại đưa cho cô, nhìn theo bóng dáng thanh mảnh, vội vã chạy đi. Người đã đi khuất rất lâu, Đình Lâm mới hoàn hồn lại. Hương thơm còn thoang thoảng trong gió, mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng nhưng lại rất lâu, khiến cho người người cũng muốn đắm chìm trong hương thơm ấy. Buổi tối muộn đồng hồ điểm sang số 10, điện thoại của Đình Lâm thông báo có tin nhắn đến. Chào anh, em là người va phải anh lúc chiều. Em tên là Tiểu Tuyết Nếu anh không viền cho em được gặp anh Để bù lại số giấy mực Mà em làm hỏng của anh có được không Mong được anh phản hồi Tiểu Tuyết sao Cái tên này thật sự rất dễ thương Lần đầu họ gặp nhau Tại một quán cà phê Có đèn lung linh lãng mạn Tiểu Tuyết có giọng nói ngọt ngào Gương mặt thanh thoát Nhất là đôi mắt trong trẻo ngây thơ Cô giới thiệu mình đang là người mẫu tự do Hôm qua có lịch hẹn phỏng vấn Nên vội vàng đi gấp như vậy không sao đâu, cô đừng khách sáo. Anh cứ gọi em là Tiểu Tuyết mà em chưa biết tên của anh. À, tôi tên là Đình Lâm. Tên của anh rất đẹp. Anh là họa sĩ à? Chỉ là sở thích thôi. Tôi còn thích siêu tầm tranh. Những người như anh thường rất lãng mạn, có phải không ạ? À? Sao... Sao em nói thế? Em thấy rất nhiều người như vậy. Những người có tâm hồn nghệ sĩ, thường lãng mạn và giàu tình cảm. Em nghĩ chắc là anh cũng như vậy giọng nói nhỏ nhẹ cùng những lời lẽ khéo léo rất là ấm tựa như dòng chảy ấm áp len lỏi vào tâm hồn đang lạnh lẽo của đình lâm sau đó họ có những buổi gặp mặt thường xuyên hơn mỗi lần gặp lâu hơn có nhiều chuyện để nói với nhau hơn khi thân thiết đình lâm biết chuyện tiểu tuyết đang chật vật cho đam mê làm mẫu của mình bởi vì cô có khuôn mặt trong trèo thuần khiết quá nên chỉ thích hợp với hình tượng cố định không có nhiều bức phá nên công việc không được thuận lợi cho lắm Cô kể cho anh nghe những khóc khuất trong nghề. Khi cô nói xong, Đình Lâm cũng đồng thời lấy ra bức tranh chân dung vừa mới vẽ xong. Trong đó có một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh ngát, thân hình mảnh mai, một tay đang tém lại những sợi tóc bay trong gió. Tiểu Tuyết nhìn thấy, hai mắt của cô sáng rực như sao. "Ôi, anh vẽ em đẹp thế này sao? Thật sự là rất đẹp. Được khen ai mà không thích?" Dưới nắng chiều gương mặt đình lâm hơi đỏ nhẹ, trái tim đập mạnh khi tiểu tuyết vô tình va vào viên đá, ngã rúi rụi vào lòng anh. Hương tóc thơm dịu nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, có hai con người ngại ngùng, khẽ quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại rộn rã, giống như có pháo nổ. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của tiểu công chúa nhà Thế Khải và Ngọc San. Ông Minh tổ chức linh đình, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cháu nội. Con bé này rất khéo định Bà mẹ không theo suốt ngày Quấn lấy bà cố và ông nội đù ông nội cho đến giờ đi ngủ Nhưng còn luyến tiếc chu môi tạm biệt ông Cũng vì trà thèm ba mẹ Nên hai người có nhiều thời gian rảnh rỗi Nhân ngày sinh nhật công chúa Anh thông báo Ngọc San mang thai lần hai Làm ông Minh cười Còn hơn ký được hợp đồng lớn Ông Hào Phóng tuyên bố Tặng cho cháu nội 10% cổ phần công ty Bên này bà bích méo mặt nhưng không dám nói ra. Sau vụ làm hại bà nội đến giờ, bà ta không có bất kỳ hành động nào nữa. Tuy rằng tính sân si đang còn, nhưng bà ta biết an phận. Bởi vì bà ta biết rằng mọi hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đứa con trai sắp đi du học về của mình. Hôm nay tại một nhà hàng tiệc cưới, có một đôi vợ chồng đang thiết đãi bạn bè. Trên bức hình cổng, để tên Đình Lâm và Tiểu Tuyết có một câu nói rất hay hai người chia tay bốn người hạnh phúc họ chia tay không phải vì họ không đủ tốt mà bởi vì họ không phải là nhân duyên của nhau dưới ghế quan khách ngọc san mỉm cười cùng với thế khải nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể chúc mừng hai người nhé chúc hai người trăm năm hạnh phúc cảm ơn hai người đã đến chúng ta ai rồi cũng có hạnh phúc không nhất thiết cùng nhau hạnh phúc chỉ cần là hạnh phúc thì mọi quyết định đều là đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện này. Thật sự là Tâm An cảm thấy rất vui, giống như có một ngọn lửa, một luồn à, nước ấm áp đang len lỏi trong trái tim của mình. Thật sự là cái kết này khiến Tâm An thật sự rất là hạnh phúc. Chỉ đọc qua những lời văn của tác giả Diễm My viết thôi Mà khiến cho tâm hồn của mình sao xuyến Muốn được yêu, muốn được hạnh phúc như vậy Đúng ra là khi mà chúng ta có hạnh phúc Thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều khổ sở Rất nhiều bất hạnh Giống như cô gái Ngọc San này Cô ấy phải trải qua sự cám dỗ của đồng tiền Và rất rất nhiều thứ khinh bạc Từ chàng trai Tên là Thế Khải Nhưng mà đến cuối cùng thì họ cũng hạnh phúc với nhau Đúng như vậy Sau khi chia tay với Đình Lâm thì hai người chia tay và có bốn người hạnh phúc đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và cảm ơn tác giả Diễm My rất nhiều bởi vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức tuyệt vời. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện tiếp theo. Quý vị hãy luôn lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.